Dạ, mô Phật là con gửi lên rồi đấy ạ. Con gửi đường link lên nhóm rồi đấy ạ. À, trên trên mục chat rồi đấy ạ. Nếu mà lớp lớp khóa 7 mình mà may mắn mà cũng được hưởng như là môn phương pháp nghiên cứu thì con nghĩ là 60 câu này cũng ổn ổn ạ. Tại vì làm trên cái form đấy cũng rất là nhanh ạ. Thì Cô dạ mình không cứ chia sẻ trên màn hình luôn được hả? Cô coi cái câu mấy câu à, chia cũng sẻ trên màn hình nhé ạ. à, chứ sao Thì con để thấy gì cho mười cách không có con có con vào trong vào chat rồi đấy ạ. Thế để con vào mình một chia chat sẻ nữa trực tiếp là trên màn hình nó dễ thấy hơn chị Bình thôi, chứ sao con mười cách không có không không có trên một chat đấy ạ, có một trên một chat chat của các mình ấy. Thưa mà cô, cậu bấm vào đường link đó là nó sẽ ra, không bấm có vào ta. cái đường link trong cuộc chat đấy ạ. Con nghĩ là cái 60 câu này là thứ nhất là có đề đáp án rồi ạ. Thứ hai là lại có form rồi thì con nghĩ là ôn thì cũng nhanh. Cái mà con nghĩ là cần ôn thì là phải ôn ở cái phần bài tự luận đấy ạ. Bên Vâng. đang có chat Zalo không chị Bình? Thầy cứ vào môn phương pháp tiếng Việt của con là thầy cũng có đường link đấy ạ. Sao mình không chia sẻ trực tiếp đâu, cô bấm biết nó không có đâu. Có ở mục trò Có. chuyện ạ, có mà Có trong mục trò chuyện đấy ạ. Định vị Thanh Bình đây nè, chia Có mục sẻ để rồi con cô. Bởi vì cái form này thì bên anh Hưng trên tổ chánh chánh ngữ cũng đã tạo rồi đó cô, mình mở đó mình thực tập cũng được. Bây giờ đúng nhớ rồi, chính mình nữa cũng là cứ trên thầy với Zalo cô nha, mình mấy cùng cô nó không có các Zalo anh đúng chị rồi. cùng mình cùng ôn cái phần mà tự luận thôi cho nó Vâng đúng rồi, cái phần tự dễ luận là cái phần tương đối quan trọng nhất khó đấy. thì để con xem, Hôm con qua chờ máy con kia một một cái máy chút. này xuống không? Để con xem có quyền chia sẻ màn hình thì con sẽ chia nhé. Cũng có một cái file ở trên tổ nào thầy đã gửi hay ai để gửi rồi đấy, in được ra mà. Con nghĩ là cái 60 câu này thì Hay là muốn chắc chắn sẽ thì in ra. Vâng, tại vì nó in có đề rồi, về có câu trả lời rồi. có câu trả lời rồi. Còn cái form làm bài thử hôm qua đấy thôi nhỉ, một cái form làm về cái bài luận ấy, bài luận là khó nhất ấy, Đúng rồi ạ. Bài luận thì khó ạ. mà điểm của bài luận cũng cao nên là cố gắng thôi. Con sẽ con sẽ chia sẻ màn hình, không biết là có được không. À, con vừa chia sẻ đấy thì các bạch các thầy là có xem được không ạ? Được, thấy rồi. À, dạ Để tôi vâng. tiếp cô. Thì bây giờ con đây là 50 câu hỏi đã có đáp án rồi ạ. Thì con nghĩ là chắc là các thầy cô cũng cũng có trong tay rồi, cộng với cái form đấy thì con nghĩ là con làm thực tập thì nếu mà con làm nhanh cũng hết tầm khoảng kịch lắm hết 15 phút. Và nhanh thì là hết 10 phút thì con nghĩ là cái này thì chắc là các thầy cô và các bác các cô chú cũng cũng biết làm rồi thì con nghĩ là cái này thì chắc bỏ qua để chia sẻ về cái phần bài tự luận đấy ạ. Cái này tự đọc Vâng.
tự đọc thì sẽ nhớ được câu hỏi, nhớ được câu trả lời. Thì con xin phép vào thẳng luôn cái bài tự luận được không ạ? Bài bài nghị luận đấy ạ. Được, phần mình này, cái kia dạ. Thì đã tự coi. Bài nghị luận hình như vừa rồi có một cái form của cô giáo mà bảo bị Covid ấy. Cô có gửi cái form trên các like ấy. Thì cái đấy thấy chia sẻ rất là kỹ ạ. Cô chỉ rất là kỹ. Vâng. Vâng, thì chắc là sẽ Recording in progress. Xin cái form đấy. Dạ, bây giờ tôi sẽ chuyển cái form đó qua Zalo của bên tổ chính ngữ nha quý chị. Dạ. Vâng ạ, mô Phật cho chúng con học đấy ạ. Thế thì A Di Đà Phật, con thấy cái form đấy là cũng tương đối rồi đấy ạ. Kỹ lắm, thấy cô ghi kỹ lắm. Dạ, con đã gửi qua cái form của cô giáo và cái Zalo của tổ chánh nữ, nếu các vị các tổ khác thì chúng ta sẽ gửi sao chút xíu, ở hết buổi chúng ta sẽ gửi sao. Ok, con cảm ơn cô. Thế thì thế em theo cô Linh Kiều thì học theo cái đấy hay là theo cái con thì con chia sẻ theo cái cách hiểu của con đấy ạ. Dạ, thì đúng không biết rồi, là có được không ạ? Chia sẻ theo cái dạ, thầy có chia sẻ ở trên cái group tin nhắn đó, mấy cô tải về. Dạ. Ôn tập cái việc thực hành hả? IBS. Cái mà của cô Kiều mới gửi này. Cô Kiều mới gửi ở đây. Câu hỏi đấy ạ, câu hỏi thi. Ôn tập tiếng Việt thực hành ở phần dưới. Đó. Dạ. Con thấy rồi ạ. Con cảm ơn ạ. Con thứ nhất là con cũng xin phép nói về cái đề của cô giáo đưa ra đấy ạ. Đề của cô giáo đưa ra là thứ nhất là sẽ là làm một cái đề bài về cái ví dụ như bài thứ nhất ạ. Ở trên đời mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn ạ. Thế thì trong cái yêu trong cái bài này thì sẽ có theo cái yêu cầu của cô giáo ấy ạ, thì sẽ có là làm đầy đủ một bài, yêu cầu là sẽ làm đầy đủ một bài văn nghị luận đấy ạ. Sẽ có phần thứ nhất là phần mở bài ạ. Phần thứ hai là phần thân bài ạ. Phần thứ ba là phần kết luận ạ. Thì trong cái phần mở bài, thân bài và kết luận này là cô giáo sẽ yêu cầu và các yêu cầu nhỏ nữa. Sẽ yêu cầu nhỏ là thứ nhất là phải làm các đoạn mở bài, thân bài và kết luận theo bốn phương pháp đấy ạ, quy nạp, làm bài theo bốn phương pháp ạ. Thứ nhất là diễn dịch ạ, thứ hai là quy nạp ạ, thứ ba là song hành ạ, thứ tư là móc xích ạ. Trong cái con sẽ nói hết tất cả các yêu cầu ạ. Phần tiếp theo yêu cầu sẽ có là
dùng chuyển chuyển chú sinh ngữ ạ. À, chuyển ngữ ạ. Chuyển ngữ ạ, vị ngữ ạ. Và chú thích ngữ ạ. Và trong yêu cầu đề sẽ yêu cầu sẽ có những cái phép lập, bốn phép đấy ạ, phép lập này, phép thế ạ, phép nối ạ, phép liên tưởng ạ. Trong một yêu cầu đầy đủ của bài nó sẽ có một số phần như này và phần cuối cùng ấy ạ. Con sẽ phần này là sẽ là phần thứ hai của đề đi ạ. Phần này là đây là phần phần thứ hai ạ, phần thứ ba. Là sẽ lấy một đoạn ạ. Lấy một đoạn văn đã biết và sẽ phân tích đoạn đó là thuộc loại nào. Ví dụ như là ví dụ như nó là đoạn diễn dịch hay quy quy lạp hay song hành hay móc xích ạ. Sau đó thì mình sẽ lấy một câu. Đây là con đang hiểu đề như thế, còn có thể là đề cô sẽ cho sâu hơn ạ. Một câu trong đoạn văn đó sẽ phân tích được là đoạn văn này, à, cái câu này là gồm, nó sẽ là thuộc câu gì ạ? Thuộc câu gì? Câu đơn hay là câu ghép ạ? Câu đơn hay là câu ghép? Câu ghép thì có nhiều câu ạ. Sau đó thì sẽ là tìm chủ ngữ ạ. Tìm vị ngữ ạ. À, con nói lại ạ. Thứ nhất là yêu cầu của đề sẽ là làm một bài đầy đủ bao gồm bài bài văn nghị luận ấy, đầy đủ mở bài, thân bài và kết luận ạ. Phần thứ hai là cô sẽ yêu cầu trong cái bài mình làm đầy đủ đấy thì mình sẽ làm một trong những bốn cái phương pháp này. Có thể là mình sẽ trong một bài văn mình có thể làm hai phương pháp hoặc ba phương pháp, đấy là do mình ạ. Nhưng mà thường thì mình sẽ làm quy nạp và diễn dịch thì dễ hơn. Và trong yêu cầu của đề nó sẽ có dùng các chuyển chuyển ngữ, chủ ngữ. Chủ ngữ ạ. Vị ngữ ạ và chú thích ngữ ạ. Và mình sẽ phải dùng bốn phương pháp lập, đấy là lập, thế, nối và liên tưởng ạ. Và sau khi kết thúc một mình đã viết xong cái bài đấy đó rồi thì mình sẽ lấy ra một cái đoạn văn, ví dụ như là đoạn 1 là song hành hay là móc xích. À, sau đó thì mình sẽ lấy một câu trong đó phân tích ra đó là thuộc câu gì, câu đơn hay là câu ghép. Câu ghép thì có câu ghép đẳng lập, câu ghép chính phụ hoặc là câu đặc biệt gì đấy ạ. Và chủ ngữ và vị ngữ là gì ạ? À, hay là trạng ngữ? À, con nói sơ qua như thế thì cái bài văn nghị luận như thế thì mô Phật là các thầy có hiểu không ạ? Có thầy nào có ý kiến gì không ạ? Xong là con sẽ đi sâu vào một chút ạ. A Di Đà Phật ạ. Dạ ổn rồi đó cô. À dạ vâng ạ. Thì dạ mô Phật con. Dạ. Dạ mô Phật, thưa cho con có ý kiến ạ. À, à. Theo như con nghe cái buổi học cuối cùng cô giáo chia sẻ về phần thi ấy, thì con nhớ là cái câu mà mình chọn được trong cái đoạn văn ấy là không có lấy ở cái câu mà cái đoạn mà mình vừa mới mới làm, mà chọn một cái câu trong đoạn khác của cái bài văn đó. Theo con nhớ là như vậy ạ. Không ạ, trong luôn bài văn của mình đấy ạ. Dạ đúng rồi, trong luôn bài văn của mình. Nhưng mà thì đây ạ, lấy một đoạn văn trong cái bài mình vừa viết đấy ạ. Của mình vừa viết xong ấy ạ.
Dạ. Ví dụ mình vừa viết là về cái chủ đề này, ở trên đời mọi chuyện không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn đấy ạ. Thì mình sẽ viết là mở bài, thân bài và kết luận. Ví dụ như mở bài thì thường là một đoạn, thân bài thì có thể một đoạn hoặc hai hoặc ba hoặc bốn đoạn ạ. Kết luận thì thường là một đoạn ạ. Một đoạn văn đấy. Dạ con hiểu. Dạ con hiểu cái đó. Con hiểu cái đó, nhưng mà ý của con nói là thế này, tức là ở trong cái bài luận mà mình vừa viết đấy, mình đã chọn một cái đoạn để mình phân tích ở trên rồi, thì khi cái câu mà ở phía dưới để mà mình phân tích cái câu đấy là câu đơn hay câu ghép, chủ ngữ vị ngữ thế nào, thì con nhớ là cô giáo nói là ví dụ như trong cái bài văn đó là mình chia làm ba đoạn đúng không, thì là mình sẽ bỏ qua cái đoạn bên trên mình đã chọn rồi đó, mình làm rồi đó, thì cái câu này mình sẽ chọn ở trong cái số đoạn à, cái này vâng nhé. Cái này thì lúc đấy thì phải xe theo đề và mình bám vào đề ạ. Dạ. Vâng, cái này thì lúc đấy là con nghĩ là các thầy cô phải phải đọc kỹ đề và bám vào đề, ví dụ như là lấy ở trong đoạn đấy hay là lấy ở đoạn khác thì nhà do mình thôi ạ, chứ bây giờ con cũng không biết là đề cô giáo ra là ở trong đoạn một cái đoạn đấy hay là đoạn khác ạ, thì con chỉ là đưa ra những cái ý chính như thế thôi ạ. Dạ, vâng, con cảm ơn. Vâng. Dạ vâng, thế thì cái đoạn là mở bài ấy ạ, mở bài thì thường ấy thì có thể dùng song hành, à dùng quy nạp ạ, quy nạp hoặc là diễn dịch ạ. Bây giờ con lấy luôn ví dụ ạ. Đây ạ, ví dụ đây ạ. Con lấy luôn ví dụ, giả sử con đưa cái đoạn đoạn này xuống ạ. Đây ví dụ là đoạn mở bài, vì con ví dụ thôi ạ. Cái rừng cây im lặng quá đây ạ. Đây là cái rừng cây im lặng quá, đây chính là mình đang dùng cái phương pháp quy nạp đấy ạ. À diễn dịch đấy ạ. Diễn dịch tức là các thầy cũng có thể, nếu mà các thầy nào chưa hiểu thì cũng có thể ghi nội dung ra là diễn dịch là câu chủ đề. À, con ghi ra đây nhá. Con ghi là diễn dịch là câu chủ đề ở đầu đoạn văn. Được chưa ạ? Còn cái phần quy nạp ấy ạ. Phần quy nạp thì lại ngược lại ạ. Câu chủ đề chính là rừng cây im lặng. Câu chủ đề thì sẽ ở cuối đoạn văn ạ. Ví dụ giả sử như là con đưa cái câu chủ đề đây là rừng cây im lặng ạ. Thì con sự im lặng của rừng cây ạ, thì cái câu chủ đề rừng cây im lặng này thì con sẽ đưa xuống dưới ạ. Đây con đưa xuống như thế này thì là thuộc đoạn quy nạp ạ. Đây con sẽ ghi ở đây là đoạn diễn dịch ạ. Còn nếu mà con đưa xuống dưới, ví dụ cũng vẫn là cái đoạn này, nhưng mà con đưa xuống dưới, con cóp xuống ạ. Con cóp cái rừng cây im lặng này ạ. Xuống cuối ạ. Con đang ví dụ thế thôi ạ. Thì đây là đoạn quy nạp ạ. Thì thường mình chỉ dùng hai cái loại này thôi thì cho nó dễ, chứ song hành và móc xích thì rất là khó trong cái bài văn nghị luận của mình. Thì cái phần mở bài và phần kết luận đấy ạ, thì cũng thường dùng như thế ạ.
mở bài và phần mở bài và kết luận là giống nhau ạ. Thì thường là mình dùng một trong 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 hai cái diễn nạp, diễn diễn dịch và quy nạp ạ. Thì con trình bày như này là các thầy cô có hiểu không ạ? A Di Đà Phật ạ. Dạ hiểu ạ. Hiểu hiểu. Dạ. Nói chung là cái... là con có ý kiến đó. Mở bài thì là như bạn Trịnh Thanh Bình nói, mở bài và kết luận là dùng hai cái cách quy nạp là dễ nhất, và diễn dịch là dành cho nội dung của thân bài, đấy là đơn giản nhất, là dễ dễ làm. Thì nói chung là con theo con nghĩ thì đây là cách tùy cách hành văn của mỗi người thôi. Vâng, thì là dùng một trong hai cách này đều được ạ. Còn về cái phần thân bài ạ, kết luận thì thường là kết luận thì thường dùng một đoạn thôi ạ. Và cái mở bài này cũng là chỉ thường dùng một đoạn thôi ạ. Tổng bài có khoảng 20 câu, hơn 20 câu một chút. Khó viết. Còn cái thân bài ạ. Thân bài thì ở đây thì có thể là có nhiều đoạn ạ. Cái gì? Bước xuống tay bên cơm đi. Nè, đi xuống đây con. Ăn ngay khỏi uống sữa con. Thân bài ở đây mình có thể có nhiều đoạn, và mình cũng có thể dùng một trong bốn cái cách diễn dịch quy nạp và song hành để mình đưa vào văn cái đoạn, những cái đoạn của mình để mình chứng minh ạ. Nhưng mà thường thì cái văn nghị luận này nó rất khó, thì theo con thì chỉ đưa diễn dịch với quy nạp vào thôi. Nhưng mà thường thì đưa diễn dịch vào. Đây là con nói sơ qua về cái khung của một cái bài mình cần phải phân tích ấy ạ. Và con sẽ đưa tiếp về những cái lý do mà cô yêu cầu ấy ạ. Đây là cái lý do thứ nhất là dùng bốn phương pháp đấy ạ. Thì con cũng đã chỉ ra rồi, thì thường là mình chỉ dùng diễn dịch và quy nạp thôi ạ. Còn song hành và móc xích nó rất là khó. Và tiếp theo là mình sẽ dùng cái chuyển ngữ, chủ ngữ và vị ngữ ạ. Chú thích ngữ ở trong đoạn văn ạ. Vậy thì chuyển ngữ là gì ạ? Chuyển ngữ là những cái từ mà con hiểu theo cách của con đấy. Là còn nếu mà cha ở trong cái giáo trình ấy thì câu chữ nó sẽ đầy đủ hơn ấy. Chuyển ngữ có nghĩa là những cái từ nối đoạn văn hoặc là các từ nối đoạn văn với nhau ạ. Ví dụ ạ. Ví dụ như là những từ về trước hết ạ. Theo đó. Vì thế. Như vậy. Với quan điểm này. Quả đúng là, quả thật là. Phần về chuyển ngữ thì các thầy cô có đã hiểu chưa? Con lấy cái ví dụ ở cái chuyển ngữ ở trên này ạ.
Đây ạ. Đây chính là chuyển tiếp ngữ, trạng ngữ đây ạ. Đây con sẽ copy cái câu này xuống ạ. Đây chính là và ở góc vườn đấy ạ. Và ở góc vườn đây chính là chuyển ngữ đấy ạ. Chuyển ngữ, trạng ngữ đấy ạ. Phần tiếp theo là phần chủ ngữ và vị ngữ thì con nghĩ là chắc là các thầy cô cũng biết rồi ạ. Thì chắc con không phải đưa vào phần chú thích ngữ. Phần chú thích ngữ theo con hiểu nó là một cái thành phần phụ ạ. Mà không ảnh hưởng, mà khi bỏ nó đi, khi bỏ đi không làm ảnh hưởng, không ảnh hưởng đến hai thành phần chính, đến thành phần chính ạ. Thành phần chính của câu bao gồm cũng có thành phần chủ ngữ và vị ngữ ạ. Thành phần chính của câu ạ. Và cái chú thích ngữ này là nó sẽ làm tăng cái độ giải thích nha, và tức là làm rõ cho cái câu đó thôi ạ. Thì ví dụ, con ví dụ như này, xong tí nữa con sẽ đưa cái ví dụ trên kia xuống ạ. Ví dụ một ạ. Bạn ấy hiểu lầm tôi như vậy nên tôi buồn lắm. Thì cái tôi nghĩ như vậy, cái tôi nghĩ như vậy đây chính là phụ chú ngữ đấy ạ. Thành phần chú thích ngữ đấy ạ. Tôi nghĩ như vậy đấy ạ. Chú thích ngữ là tôi nghĩ như vậy. Nếu mà bỏ cái này đi, bỏ cái tôi nghĩ như vậy thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến câu. Và con sẽ lấy cái ví dụ ở trên phần bài thi ạ. Đây ạ. Đây câu đáp án đúng là trạng ngữ, chú thích ngữ đấy ạ. Con sẽ đưa câu này xuống ạ. Ví dụ 2 ạ. Mãi đến năm nay khi lên lớp 5 đã người lớn hơn một tí thì cái chú thích ngữ trạng ngữ đây ạ. Đây ạ. Chú thích ngữ trạng ngữ đây ạ. Nó thể hiện là cái nếu mà mình bỏ cái câu này đi thì nó cũng bỏ cái cụm từ này đi thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái thành phần chính của câu ạ. Thì con nói như thế thì các thầy cô có hiểu không ạ? Anh Di Đà Phật, các thầy cô có ý kiến gì không ạ? Dạ. Đấy, đấy chính là chú thích ngữ đấy ạ. Phần tiếp theo ạ. Phần tiếp theo là mình sẽ phải dùng cái này đấy ạ. Bốn cái phép
lập thế mối và liên tưởng đấy ạ. Con sẽ định nghĩa phép lập ạ. Là sẽ là lặp đi lặp lại một từ hay cụm danh từ. Con sẽ lấy ví dụ luôn ở trong bài này ạ, trong cái đề 60 câu ạ. Đây ạ. Ví dụ đây ạ. Cái ở đây là ví dụ như là lặp lặp ở đây có rừng cọ đấy ạ. Đấy là phương pháp lặp đấy ạ. Tiếp thứ hai là phép thế ạ. Phép thế chính là thay thế một câu đã nói. Con cứ nói ngắn gọn như thế ạ, có cái gì không đúng thì các thầy cô cho thêm ý kiến ạ. Con ví dụ cái đoạn văn đây. Đoạn văn là yêu cầu cái này. Trên đời mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn. Thế thì phép thế ở đây là mình phải dùng. Đây ví dụ các từ dùng ạ. Các từ dùng cho phép thế ạ. Dùng cho phép thế nhưng mà đó là mình dùng đại từ để thay thế đấy ạ. Phép thế là dùng các đại từ ạ, dùng đại từ để thay thế ạ. Đó chính là thế thì ví dụ như ở câu trên con đang diễn dịch là ở trên đời mọi chuyện không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn. Trong dưới con nói là đó chính là thì là đã thay thế cho cả một cái câu trên đấy ạ. Thì con nói như con trình bày như này thì các thầy đã hiểu chưa ạ? Con sang phương pháp tiếp là phương pháp nối ạ. Phép nối ạ. Phép nối chính là cái phép liên kết đấy ạ. Phép nối chính là cái phép liên kết đấy ạ. Phép liên kết này chính là nó sẽ theo con hiểu nó sẽ là nối các câu các đoạn với nhau.
bao gồm những cái từ như là một là, hai là, thứ nhất là, thứ hai là, hay là trước hết, vân vân ạ. Đây là phép nối ạ. Con sang cái phương pháp tiếp là phương pháp liên tưởng ạ. Phép liên tưởng có nghĩa là mình sẽ liên tưởng. Liên tưởng đến đến một cái vấn đề gì đó nó giống, nó tương thích ạ. Đến một vấn đề, một số vấn đề tương thích. Con ví dụ ở trong cái bài bài thi này luôn ạ, cái bài 60 câu này ạ. Đây ạ. Ví dụ đi ạ. Rừng cây im lặng quá. Vậy thì cái ở đây nó dùng cái phép liên tưởng là cái sự im lặng này là họ sẽ diễn dịch ra là im lặng đến một cái lá rơi cũng không thể khiến người ta giật mình, hoặc là chim chóc không con nào kêu cả đấy ạ. Hoặc là ví dụ như là con ví dụ là nhìn liên tưởng đến con mắt ạ. Hoặc là trong cái bài mình học ấy thì có ví dụ như là mặt trời thì có thể là tỏa nắng như thế ạ, ví dụ như thế ạ. Sau đó thì đến phần thứ ba ạ, sẽ là lấy một cái đoạn văn của mình đã viết ra, sau đó thì mình sẽ phân tích đó là một đoạn nào. Thường thì mình sẽ chỉ dùng hai cái phương pháp này thôi, song hành và diễn dịch và quy nạp. Mình sẽ trình bày là ví dụ như là cái đoạn này mình trình bày thì đây là diễn dịch ạ. Rừng cây im lặng quá thì đây là diễn dịch. Diễn dịch có nghĩa là câu chủ đề ở đầu câu, sau đó mình sẽ trình bày tất cả những cái liên quan đến cái câu chủ đề này. Sau cái câu chủ đề đấy thì gọi là diễn dịch, còn quy nạp thì ngược lại, quy nạp câu chủ đề ở đứng ở cuối câu ạ. Sau đó mình sẽ phân tích ra nó là câu gì, câu đơn hay câu ghép hay là chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ gì gì đấy. Đấy thì là con nghĩ là các thầy cô phải bám chặt vào đề để làm. Và cái phần tiếp theo là cái bài nghị luận thì chắc con cũng chỉ hiểu và nói sơ qua một chút về cách làm của cái bài nghị luận ạ. Con hiểu đơn giản thôi nhé, nên là các thầy cô có gì đóng góp cho con. Thứ nhất là phần mở bài. Mở bài thì sẽ là giới thiệu qua. Giới thiệu khái quát. Khái quát có đưa ra ý kiến của mình, đưa qua ý kiến của mình thôi ạ. Cũng có thể là khẳng định hoặc phủ định luôn luôn ở trên đấy. Phần phần thứ hai là phần thân bài. Thân
Bài thì gần như là thứ nhất là phải là khẳng định hoặc phủ định nhá. Giải thích ạ. Sau đó thì mình sẽ phần thứ hai là mình sẽ đi vào giải thích và chứng minh, đưa các lý lẽ của mình vào. Thì trong cái phần thân bài này các thầy cô có thể là đưa một đoạn hoặc hai đoạn hoặc ba đoạn, có thể tùy thuộc vào cái đề yêu cầu cô ra. Ở bài thì mình chỉ dùng một đoạn thôi ạ. Và phần tiếp theo là cái phần kết luận ạ. Phần mở bài thì con cũng lại nhắc lại là mình sẽ dùng một trong hai cách ạ. Dùng một trong hai cách ạ. Để cho nó dễ với lại cái phong cách nghị luận này, thì phong cách nghị luận này nó rất khó ạ. Thì mình sẽ dùng diễn dịch hoặc quy nạp ạ. Phần thứ hai là phần thân bài thì thường hay đưa ra các thân bài thì thường là dùng theo diễn dịch hoặc quy nạp cũng đều được ạ. Mình cũng có thể dùng hai phương pháp này, dùng diễn dịch hoặc quy nạp. Phần kết luận thì cũng tương tự ạ. Phần kết luận thì sẽ cũng chỉ dùng quy nạp và diễn dịch thôi ạ. Và dùng một đoạn thôi ạ. Tại vì trong cái bài của mình khống chế thì con nghĩ là chắc chỉ tầm khoảng 20 đến 30 câu đổ về thôi ạ. Để chứng minh cái lời nói hoặc là một cái câu ca dao tục ngữ nào đấy, đến một câu cho ạ. Dùng một đoạn văn thì cái kết luận này thì thường là mình chốt lại vấn đề ạ. Chốt lại vấn đề chính ạ. Thì trong con nghĩ là mình chỉ cần làm rất là đơn giản thôi. Ví dụ như con làm cái đề của con đấy ạ. À thôi con xin phép hỏi lại là con đi từ đầu đến bây giờ thì các thầy cô có hiểu cái cách làm không ạ? Có cái gì không hiểu không ạ? Tại vì trong này thì con nói rất là con nói chi tiết về cái cách mà cô giáo đưa cái đề bài vào, thì mình sẽ phải triển khai những cái ý đấy để đưa vào đấy ạ. Thứ nhất là con nói lại nhé. Phần cô giáo đưa vào đề bài thì sẽ yêu cầu là một bài văn nghị luận. Thì mình sẽ phải dùng một bài văn đầy đủ gồm có mở bài, thân bài và kết luận. Phần thứ nhất là dùng mở bài thì sẽ dùng, có thể là mình chỉ dùng một đoạn thôi, quy nạp hoặc diễn dịch. Quy nạp là diễn dịch thì là câu chủ đề ở đầu đoạn văn, sau đó mình sẽ diễn dịch ra tất cả các nội dung liên quan. Thì đây là ví dụ như rừng cây im lặng quá, một tiếng lá rơi lúc này đấy, vân vân vân. Thì đây là cách diễn dịch ạ. Còn quy nạp thì mình sẽ đưa cái rừng cây im lặng quá này về đến cái cuối của một cái đoạn văn đấy thì gọi là đoạn quy nạp ạ. Thì mở bài mình sẽ là giới thiệu qua cái yêu cầu của đề, và mình chỉ giới thiệu qua thôi, xong là đến vào thân bài thì mình sẽ phân tích
mình sẽ khẳng định, mình sẽ khẳng định là một, thứ hai giải thích và thứ ba là phân tích sau. Phần thân bài thì sẽ có thể có một đoạn hoặc là nhiều đoạn tùy theo cái yêu cầu đề. Nếu cô ra 20 câu, 30 câu thì tùy theo, thì con cũng có thể là làm 1 đến 2 hoặc 3 đoạn, còn tùy theo cái văn của mình ấy. Thân bài thì cũng dùng diễn dịch hoặc quy nạp ạ. Và cái phần kết luận thì cũng dùng, chỉ dùng một đoạn thôi, quy nạp. Và cái quy nạp của diễn dịch, quy nạp thì con lại nhắc lại là câu chủ đề ở cuối đoạn văn và diễn dịch câu chủ đề ở đầu đoạn văn. Còn khi mà yêu cầu về làm bài văn ấy, thì cô giáo sẽ đưa yêu cầu, sẽ có những cái phần này, bởi vì cô giáo đã đưa rất kỹ cái phần này, đưa bài tập lên trên cho lớp là phải dùng một là chuyển tiếp ngữ. Chuyển tiếp ngữ là con nhắc lại là những cái từ nối đoạn văn với nhau trước hết, ví dụ trước hết, theo đó, vì thế, như vậy, với quan điểm này, quả đúng là, quả thật là, ví dụ như là trong cái câu, ở trong cái 60 câu mình thi ấy, là và ở góc vườn tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả ngột ngạt, thì cái và ở góc vườn đây, chữ và đây chính là chuyển ngữ, và cái ở góc vườn này chính là trạng ngữ ạ. Đấy, thì các thầy cô hiểu là chuyển ngữ nó là như thế đấy ạ. Và trong cái bài của mình thì phải có chủ ngữ và vị ngữ. Tiếp là phải có chú thích ngữ. Chú thích ngữ là một cái thành phần phụ mà nó giải thích, nó làm giải thích cho cái câu của mình nó rõ ràng hơn. Và nó, nếu bỏ đi thì nó không ảnh hưởng đến thành phần, hai thành phần chính của câu, đó là chủ ngữ và vị ngữ. Ví dụ như là bạn ấy hiểu lầm tôi nghĩ như vậy nên tôi buồn lắm. Nhưng mà nếu mà bỏ cái từ tôi nghĩ như vậy thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái thành phần chính của câu. Thành phần trong cái ví dụ ở cái 60 câu này thì cái mãi đến cái câu mãi đến năm nay khi lên lớp 5, thì cái khi lên lớp 5 này chính là cái chú thích ngữ đấy ạ. Và trong cái chú thích ngữ phép lập ok. À, phần thứ tiếp theo là sẽ yêu cầu là 4 nội dung. Cái đề bài của cô sẽ yêu cầu có thể đưa, con chỉ đưa ra như thế này thôi nhé, còn tùy theo yêu cầu thì để các thầy cô bám sát ạ. Đưa 4 cái phép, có thể là chỉ là một, mình có thể là dùng một phép thôi hoặc là hai phép thôi, nhưng mà tùy theo cái đề bài cô đưa ra, nhưng con cũng chưa biết là đưa ra như thế nào, con cứ đưa hết cả cái bốn phép liên kết ạ. Bốn phép liên kết thì có phép lặp, thì nó sẽ là lặp đi lặp lại một từ hay một cụm danh từ hay một ngữ danh từ hay là cụm tính từ gì gì đấy. Thì ví dụ như trong cái ví dụ của 60 câu này có cái rừng cọ đấy ạ. Cứ rừng cọ nên là đã lặp lại mấy lần rồi. Phần thứ hai là cái phép thế đấy. Một là cái phép lặp ạ. Hai là phép thế. Phép thế là mình sẽ dùng để thế một cái đoạn văn hay một cái câu từ gì đó. Ví dụ như là đó chính là. Còn phép nối là cái chính là cái phép liên kết ấy, nối các câu và các đoạn văn với nhau, như là một là, hai là, thứ nhất là, thứ hai là. Phép liên tưởng là cái phép mình sẽ tưởng tượng ra là nó sẽ liên, những cái từ mà mình cần dùng ấy, thì chủ đề của mình cần dùng liên quan đến cái gì. Ví dụ như là nhìn thì liên tưởng đến con mắt, hoặc là trong cái bài 60 câu này, rừng cây im lặng quá. Im lặng quá là liên tưởng đằng sau nó là không có cái tiếng lá rơi, nó rất là nhẹ nhàng. Và chim chóc thì lúc này không có một con nào kêu. Đấy là cái liên tưởng đấy ạ. Thứ yêu cầu tiếp theo là cô sẽ yêu cầu lấy một đoạn văn trong đó.
về lấy một đoạn văn để phân tích ra đây là đoạn diễn dịch hay quy nạp hay là song hành hay móc xích, thì con cũng nhắc lại mình chỉ dùng mỗi diễn dịch và quy nạp cho nó dễ thôi, song hành móc xích thì khó lắm, không làm được đâu ạ. Thứ hai là sẽ lấy một câu trong đoạn văn đó hoặc đoạn văn khác, cái đấy là tùy bám theo đề bài, đoạn văn đó hoặc đoạn văn khác. Đây là theo đề bài thì lúc đấy là các thầy cô phải bám theo đề bài hoặc đoạn văn khác. Văn khác nhưng con nghĩ là nhưng thuộc. Một cái bài nghị luận này mình vừa viết ạ. Thì trong đó thì sẽ lấy ra một câu. Một câu. Nó thuộc câu gì ạ? Ví dụ như cô giáo yêu cầu như thế ạ. Câu đơn hay câu ghép hay là câu phức, câu đặc biệt. Câu đặc biệt và sẽ là câu đó chủ ngữ như thế nào, chủ ngữ là gì, vị ngữ là gì, hoặc là có thành phần thì trạng ngữ là gì, vân vân. Nếu mình không có trạng ngữ thì thôi. Con cũng nói qua lại qua về cái phần cách làm bài nghị luận thì theo con hiểu thế ạ. Thứ nhất là có 3 phần: mở bài, thân bài và kết luận. Mở bài thì sẽ dùng một trong hai cách diễn dịch quy nạp và chỉ dùng một đoạn giới thiệu thôi. Và con nhắc lại là đưa câu mở câu từ khóa của mình ấy, câu chủ đề của mình ấy, ở đầu đoạn hoặc cuối đoạn. Thứ hai là phần thân bài thì cũng dùng diễn dịch hoặc quy nạp, thì có thể là có một đoạn, nhiều đoạn, và sẽ có cái lời khẳng định hoặc phủ định ở trong đấy, hoặc là đưa thêm vào trong đấy, đưa ý kiến thêm mình trong đấy và giải thích. Phần thứ ba là phải chứng minh các lý lẽ của mình đưa vào, tức là con chỉ hiểu đơn giản như thế vậy. Phần tiếp theo là phần diễn dịch thì cũng chỉ dùng một đoạn văn thôi và dùng diễn dịch hoặc quy nạp để mình làm chốt lại vấn đề chính. Thì con nghĩ là mình cứ làm thật là đơn giản thôi và đưa ra ý chính, bởi vì cô thì cô chủ yếu là cô chấm là đổ ý, thứ hai là câu từ nó đúng ngữ nghĩa và nó không bị thừa, không bị thiếu. Chứ còn cái vấn đề, nếu mà ai mà vấn đề mà hay hơn thì con nghĩ là chắc là sẽ được điểm cao hơn. Thì vấn đề tiếp theo ấy ạ, ví dụ như là bài con chia sẻ một bài của con là con đã làm được cái bài thứ nhất ạ, là ở trên đời mọi chuyện không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn. Thì con sẽ đưa cái câu chủ đề của con ở cuối đoạn văn, thì con sẽ lấy ra, nếu con phân tích thì đoạn này của con sẽ là đoạn diễn dịch. Và ví dụ như con lấy một cái câu, câu đầu tiên để ra con phân tích, thì con sẽ phân tích là chỗ nào là chủ ngữ, chỗ nào là vị ngữ. Thì con sẽ làm đây, con sẽ có thể là con đọc qua để các thầy cô, con cũng xin ý kiến. Con đọc qua là thứ nhất, yêu cầu của đề bài là ở trên đời mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình để lớn. Theo luận điểm, theo quan điểm của con, thì câu này chưa đủ cái không, mọi chuyện không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn. Nếu đây con nghĩ là do nó vẫn thiếu một chút. Nếu mà mình cứ ngồi mình ước mơ hôm nay mình không học bài, mình được điểm tiếng Việt tối đa 60/60 và cái phần nghị luận 40/40, thì sẽ không bao giờ có cái ước mơ của mình thành hiện thực. Cho nên con nghĩ là cái này nó phải đi kèm theo cái phần bằng cái hiện thực của mình, bằng cái hành động của mình đấy ạ.
Thì con sẽ đọc qua về cái bài thứ nhất của con ạ. Trong cuộc sống hàng ngày, ước mơ là niềm tin, là chỗ dựa, là món ăn tinh thần để nuôi dưỡng tâm hồn ta lớn lên. Chúng ta phải sống có mục đích, có lý tưởng, có tương lai để đạt đến sống có hạnh phúc. Một câu nói phải làm chúng ta suy tư, ở trên đời mọi chuyện đều có, không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn. Quả đúng như vậy. Đây con dùng cái chỗ này đây. Con dùng cái này là quả đúng như vậy. Đây là cái phép liên kết đấy ạ. Ước mơ đã nằm ở phía trước. Ước mơ, con sẽ giải thích là ước mơ là nằm ở phía trước, là những điều tốt đẹp mà con người khao khát. Ước mơ là để hướng tới và đạt được mục tiêu cao cả. Ước mơ nó giống như một vì sao trên bầu trời, sáng lấp lánh trong đêm tối. Sự ví von này cũng thật đúng nếu bản thân thực sự hiểu rõ về ước mơ của mình. Sau đây là con giải thích. Đến phần tiếp theo thì con cũng sẽ đưa những cái ý kiến của mình vào. Ước mơ đủ lớn là ước mơ khởi đầu từ những điều nhỏ bé nhất, trải qua quá trình nuôi dưỡng, hun đúc, phấn đấu để vượt lên trên mọi thách thức trở ngại và rồi biến ước mơ đó thành sự thực. Câu nói trên chứng tỏ ước mơ của mỗi người nếu muốn hiện thực được phải bằng ý chí, nghị lực, niềm tin, thì ước mơ của mỗi người sẽ được đủ lớn và trở thành hiện thực đấy. Tức là con phải đưa cái bằng cái hành động của mình vào trong đấy. Tuy nhiên ước mơ sẽ không đến với những người lười biếng, hư vọng, sống không có lý tưởng, thiếu hoài bão, thiếu ý chí, thiếu nghị lực, thiếu lòng kiên nhẫn. Chúng ta hãy bằng ý chí quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ của mình như ánh sao đêm rọi đường trong đêm tối. Từ hai từ ước mơ nó thật đẹp. Con làm đúng theo thầy Nhật Từ. Nó thật đẹp, thật lớn lao, và mỗi chúng ta hãy có cho mình ước mơ, niềm tin và hy vọng. Chúng ta hãy thực hiện nó bằng hành động, bằng ý chí quyết tâm để cuộc đời trở nên tươi đẹp, đáng sống biết bao. Nên con sẽ chốt cái câu này cuối cùng. Ở trên đời mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn. Đấy, con sẽ làm, đại ý là con sẽ làm, nếu mà giả sử như đề cô đưa ra khoảng 20 hoặc 30 câu thì con cũng sẽ bám, và con cũng chỉ làm ngắn gọn như thế thôi. Thì con cũng xin phép các thầy cô có ý kiến gì không ạ? Còn con cũng đã làm đến cả 4 đề rồi. Con cũng làm cả 4 đề rồi. Nhưng mà không biết là bài của con có đúng không? Còn nếu các thầy cô có muốn chữa những cái câu này, câu của đề thi đáp án 60 tiếng Việt, thì chắc là con cũng xin nói nhanh để các thầy cô hiểu được không ạ? Hay là như thế nào ạ? Hay là cần phải tập trung vào phần gì ạ? Con xin các thầy cô cho ý kiến ạ. Theo tôi á, thì cô nên cho cái kết quả luôn. Hướng dẫn là cho kết quả luôn. Để... Kết quả gì ạ? Dạ. Kết quả trong cái bài hướng dẫn của cô. Có rồi đấy, kết quả có luôn đấy. Dạ. Yeah. Đây kết quả đấy ạ. Kết quả thì có rồi chị Bình, nhưng mà chị Bình già giải thích những cái câu đó. Dạ, dạ. Dạ. Nó dễ hiểu cho thế thì là... con thế thì cái phần bài nghị luận đấy thì các thầy cô đã nắm được cách làm chưa ạ? Được rồi. Dạ vâng, thì các thầy cô chỉ đưa những cái ý chính vào thôi, cũng không cần nếu ai văn hay thì đưa văn hay, còn không thì con nghĩ là cũng cứ đưa đủ ý vào là được thôi ạ. Con xin phép ạ. Thứ nhất là đáp án đề thi của môn tiếng Việt này sẽ gồm 60 câu, thì sẽ mình sẽ phân tích là phân loại câu, thì câu này sẽ thuộc là câu gì? Mây bò trên mặt đất tràn vào trong nhà quấn lấy người đi đường. Thì ở đây mây là chủ ngữ ạ, tí nữa sẽ liên quan đến câu dưới ạ. Bò trên mặt đất tràn vào trong nhà quấn lấy người đi đường là vị ngữ. Đây là tất cả các hành động bình thường thôi ạ, cho nên là câu này là câu đơn. Con chỉ hiểu được như thế thôi ạ. Con sang đến câu thứ hai ạ. Tìm chủ ngữ cho câu ngôi trường tôi học cũng khuất trong rừng cọ.
thì các thầy cô, nếu mà các thầy cô mà không phân biệt được thì các thầy cô cứ đọc ngôi trường tôi học, có nghĩa là đang bị ngắt ra một đoạn đấy ạ, thì mình sẽ biết mà mình sẽ phân biệt được đây chính là chủ ngữ ạ. Và cũng khuất trong rừng cọ là vị ngữ. Nếu mà mình tìm vị ngữ thì mình cũng tìm luôn ở đây ạ. Thì cái ngôi trường tôi học chính là chủ ngữ. Câu thứ ba thì con nghĩ là chắc là dễ rồi, bởi vì là xuất khẩu thì sờ nhẹ, con cứ nói thế cho nó dễ hiểu. Vài các hàng hóa thì vâng thì là con nào nó đơn giản bỏ qua thì vâng con bỏ qua. Tiếp ạ, xác định thành phần phụ ạ, thành phần biệt lập của câu ạ. Trong vườn trường đây ạ, trong vườn trường đây chính là trạng ngữ chỉ nơi chốn ạ. Trạng ngữ chỉ cái gì, chỉ ở trong vườn trường ấy ạ, thì nó là trạng ngữ chỉ nơi chốn ạ. Con sang đến câu tiếp theo, câu này thì mà cô cũng đã chữa ở trên lớp rồi, và nếu mà đầy đủ chủ ngữ, nếu các thầy cô đọc tất cả những câu A, C và D thì thấy rằng là nó không đủ chủ ngữ, nó thiếu chủ ngữ và vị ngữ. Đây con nghĩ là cái đây ạ, đây mình chỉ kết thúc đến đây thì không đủ cái ý của câu, cho nên là mình phải đưa là nước ta vẫn còn nghèo. Cái câu trên này là chú thích ngữ thôi ạ, trạng ngữ chú thích ngữ thôi ạ. Giải thích cho cái gì, giải thích cho là nước ta là lao động ở nông thôn rất là nhiều, nên cho nên là nghèo. Câu tiếp ạ, câu này thì dễ rồi ạ. Xác định câu chủ đề cho một đoạn văn, cái này thì con đã nhắc đi nhắc lại là rừng cây im lặng quá, đây là câu chủ đề của đoạn, thì nó là câu thứ nhất ạ. Câu tiếp theo ạ, mưa gió, các thầy để ý nếu mà tìm chủ ngữ thì phải đọc được cả một câu, xong bắt đầu ngắt ở đâu đấy thì các thầy cô sẽ phân biệt được là đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ. Mưa gió như cuốn phăng mái lều mỏng manh, thì cái đây là vị ngữ, còn chủ ngữ là mưa gió, tại vì như từ sau từ như này là vị ngữ rồi ạ. Tiếp theo ạ, trong các trường hợp sau đây đâu là trường hợp đúng. Trường hợp đúng là trường hợp mà bởi vì ở trong này đọc rất là nhiều loại báo, báo Nhân dân, báo Giải phóng, báo Quân đội, xong đến lại chuyển sang tạp chí, thì bắt buộc là sau cái loại báo này thì phải có hai dấu chấm chấm phẩy này ra để ngắt 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 là sang một cái chủ đề khác, loại khác, sang một loại khác, thì các thầy cô sẽ phân biệt được rằng câu này sẽ là mình sẽ phải chọn câu này ạ. Con đi tiếp sang câu đây ạ. Xác định thành phần phụ, thành phần biệt lập của câu. Cái câu này lúc trước con cũng đưa ví dụ rồi. Dạ. Hình như có hai cái người giơ tay là Hoa Tâm và anh Trần Quốc Hưng này. Xin ý kiến này. Vâng. Xin mời Hoa Tâm ạ. Nói. Hoa Tâm nói đi ạ. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ con nói các thầy cô có nghe thấy không ạ? Rõ ạ. Dạ vâng ạ. Dạ dạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật thì con thưa các thầy cô là cái phần về câu diễn dịch với cả câu quy nạp ấy ạ. Thì con không biết là ở trong 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 lớp mình hôm nay là các thầy cô đã nắm rõ hết chưa ạ? Tại vì con thấy là cái phần này nó cũng khá là khó, mà có thể là có nhiều thầy cô còn đang đau đầu với cả cái vấn đề này ạ. Cái đoạn văn diễn dịch với cả đoạn văn quy nạp ấy ạ. Đúng rồi. Thì nếu mà bạn có ý kiến thì hay hơn thì bạn cứ chia sẻ cho mọi người. Con xin phép được chia sẻ màn hình có được không ạ? Được, cô Hoa Tâm chia sẻ rồi mình tiếp tục cái phần này được. Dạ
Đâu có máy không? Cô Tâm ơi, cô có thể chia sẻ được này. Dạ vâng ạ, lúc nãy con vẫn chưa là làm con, được. Con mới đây được rồi ạ. Dạ được rồi ạ. Dạ con chia sẻ được rồi đấy ạ. Dạ tại vì con thưa các thầy cô là con thấy là với một cái bài văn nghị luận đấy ạ, mà mình chưa biết là thế nào là văn nghị luận, hay là thế nào là diễn dịch, hay là thế nào là quy nạp, thế nào là câu chủ đề, thế nào là luận cứ, thế nào là luận điểm, thì con nghĩ là nó cũng hơi khó một chút để mà mình có thể phân định được rạch ròi ạ. Thì theo như con hiểu là cái bài văn nghị luận ạ, thì thực ra là không phải là theo như con hiểu mà theo như những gì mà con đã được học ạ. Nghị luận, văn nghị luận là cái bài văn để mình thể hiện cái quan điểm của mình ạ. Thể hiện quan điểm đúng hoặc là sai ạ. À, quan điểm đồng ý hay là không đồng ý ạ. Thế thì ở đây thì là mình sẽ có thứ nhất là quy nạp, diễn dịch ạ. Bây giờ con lấy một cái ví dụ như thế này ạ. Anh ấy là người tốt. Anh ấy không sát sinh. Anh ấy không trộm cắp. Anh ấy không tà dâm. Anh ấy không nói dối. Rồi ạ. Thế thì cái câu anh ấy là người tốt thì chính là cái câu chủ đề ạ. Thì nó đứng đầu câu, thì như vậy là cái câu này là câu diễn dịch ạ. Thế còn với câu quy nạp thì cũng như lúc nãy mà chị có nói, thì là mình sẽ cho cái câu là anh ấy là người tốt xuống dưới ạ. Thì con thấy là đây là cái cách dễ nhất để mình có thể phân biệt được giữa cái câu diễn dịch với cả câu quy nạp. Hoặc là mình có thể dùng từ là như vậy. Vậy vậy anh ấy là người tốt, thì cái từ vậy ở đây của mình nó chính là cái câu, cái từ nối đấy ạ, chính là chuyển tiếp ngữ đấy ạ. Thì cái từ vậy ở đây nó chính là mình gọi nó là chuyển tiếp ngữ ạ. Dạ. Thì con thưa các thầy cô là thật ra ấy, là trong cái bài văn nghị luận, đây là mình đang nói đến cái bài viết của mình, thì mình cũng chỉ cần nắm được cái diễn dịch là gì, quy nạp là gì thôi ạ. Thế còn là trong cái quá trình mà mình làm các bài trắc nghiệm, thì là mình cũng cần phải biết là móc xích là gì, song hành là gì, rồi là phối hợp là gì, tổng phân hợp là gì. Thì là hôm nay con đã có một cái bài mà con gửi lên nhóm sinh hoạt đấy ạ. Thì để các thầy cô có thể là các thầy cô tải về, xong rồi các thầy cô làm cái bài tập đấy thì các thầy cô sẽ hiểu rõ. Thế còn trong cái bài viết của mình thì mình cũng chỉ hiểu được diễn dịch là gì, quy nạp là gì thôi. Nhưng mà thật ra là như con mà từ ngày xưa mà con đi học ấy ạ, thì là con viết các cái bài này thì con luôn luôn viết theo dạng diễn dịch ạ, chứ con cũng chẳng viết theo dạng quy nạp đâu ạ. Thì dễ nhất ạ, tức là bây giờ mình chỉ cần đi theo một hướng thôi ạ, tại vì mình cũng chưa phải là những người mà viết nhiều. Thế ví dụ như khi mà mình viết nhiều rồi thì mình có thể là dùng linh hoạt các thể loại, nhưng mà bây giờ mình chưa phải là người viết nhiều, thì theo như con nghĩ thì bây giờ mình sẽ dùng những cái gì là đơn giản nhất thôi ạ. Thế còn đâu là cái bài của mình làm ấy ạ, thì là mình sẽ theo sát cái yêu cầu của cô giáo như thế nào, thì là mình sẽ làm đúng theo yêu cầu đấy ạ. À, nhưng mà trước khi mà đi vào cái bài đấy thì con cũng nghĩ rằng là mình cũng cần phải hiểu xem là trong một cái bài văn thì có, tức là ở đây thì là anh ấy là người tốt thì là anh ấy là câu chủ đề ạ. Anh ấy là người tốt là câu chủ đề ạ. Thì ở đây nó sẽ là câu chủ đề. Và trong câu chủ đề thì là sẽ có chủ đề ạ. Mà chủ đề ở đây thì nó sẽ không phải là câu, mà nó sẽ là một cụm danh từ ạ. Thông thường nó là một cụm danh từ ạ. Thì vậy thì ở đây thì mình sẽ thấy là câu chủ đề là ví dụ như với cái việc là anh ấy là người tốt thì chủ đề của nó sẽ là nói về là người tốt ạ. Chủ đề có thể là người tốt ạ. Dạ. Thế còn anh ấy là người tốt là câu chủ đề, bởi vì là nó có đầy đủ là anh ấy là chủ ngữ, là người tốt thì là vị ngữ ạ.
Và đồng thời thì khi mà mình viết một cái bài thì mình cũng lại phải biết là thế nào là sau cái câu chủ đề thì mình sẽ phải đưa ra các cái luận điểm ạ. Vậy thì với cái câu, với cái đoạn là anh ấy là người tốt thì là nó là câu chủ đề rồi. Thế thì luận điểm của mình là cái gì ạ? Thì ở đây là con thấy là con đưa ra có một số các luận điểm như là anh ấy không sát sinh. Là cái luận điểm thứ nhất ạ. Bộ Phật Hoa Tâm sư dạ. Sư có cái ý kiến này chút là nếu mà phân tích ra thì lấy luôn bốn cái câu đó phân tích ra, tìm luận điểm để luận chứng luôn cụ thể luôn, không phải lấy cái nội dung này nữa, thì như vậy có phải là tiện hơn không ạ? Dạ không ạ, con đang lấy, con thưa sư là con đang lấy cái ví dụ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để tất cả mọi người cùng có thể hiểu được ạ. Còn lát nữa mình đi vào đoạn văn thì lúc đấy là mình tính sau ạ. Còn như bây giờ để làm thế nào để mọi người hiểu được thế nào là luận điểm, thế nào là luận cứ và thế nào là luận chứng ạ, thì con nghĩ là mình đi từ những cái gì mà đơn giản nhất ạ. Thì bây giờ con lấy ví dụ như là anh ấy không sát sinh này, anh ấy không trộm cắp, anh ấy không tà dâm và anh ấy không nói dối, anh ấy không uống rượu. Thì bây giờ ví dụ như là cái này là luận điểm rồi ạ. Thế xong là sau luận điểm thì mình lại có cái luận cứ. Luận cứ thì nó là cái mà nhỏ hơn là so với luận điểm ạ. Ví dụ như anh ấy không sát sinh thì mình có thể nói rằng là anh ấy ăn chay chẳng hạn ạ. Anh ấy ăn chay chẳng hạn thì là nó là một cái luận cứ rồi ạ. Và cái thứ hai là ví dụ như mình có thể nói là tôi chưa bao giờ thấy anh ấy giết con vật chẳng hạn ạ. Ví dụ như thế. Thì đây là những cái luận cứ và thì mọi người thấy là việc anh ấy ăn chay thì nó sẽ hỗ trợ cho cái luận điểm là anh ấy không sát sinh. Và cái việc là tôi chưa bao giờ thấy anh ấy giết con vật thì nó cũng hỗ trợ cho cái việc không sát sinh. Như vậy là các cái cấu trúc này nó rất là logic với nhau ạ. Thế thì cái việc là anh ấy không sát sinh thì nó lại hỗ trợ cho cái luận điểm là anh ấy là người tốt. Thì thế nào mà phải làm cho các câu nó rất là logic với nhau và nó không bị đi xa cái luận điểm, không bị đi xa cái câu chủ đề là được ạ. Thì đấy là luận điểm, luận cứ. Và ngoài ra thì là mình còn có luận chứng nữa. Đây anh ấy ăn chay thì là luận cứ ạ. Tức là cái ý nhỏ hơn của luận điểm đấy ạ. Tức là cái chủ đề là cái lớn nhất này. Xong đấy đến cái lớn thứ nhì là luận điểm ạ. Cái lớn thứ ba là luận cứ ạ. Và cái thứ tư nữa là luận chứng ạ. Thực ra là cái luận chứng này thì tùy từng câu mà mình có thể có hay là không. Thì ví dụ như cái luận chứng để mà chứng minh cho cái việc là tôi chưa bao giờ thấy anh ấy giết con vật chẳng hạn đấy ạ. Thì là mình có thể là có một cái luận chứng như thế nào đấy để cho nó bổ sung cho cái việc là tôi chưa bao giờ thấy anh ấy giết con vật chẳng hạn ạ. Ví dụ như là con có thể viết một cái câu là tôi đã là hàng xóm của anh ấy 20 năm chẳng hạn ạ. Và tôi có thể đảm bảo điều này chẳng hạn ạ. Đấy thì tóm lại là ví dụ như là con lấy một cái luận chứng là như thế này thì nó sẽ bổ sung cho cái luận cứ là tôi chưa bao giờ thấy anh ấy giết con vật ạ. Đấy thì con tóm lại một số những cái ý như thế thì để cho các thầy cô biết là trong một cái đoạn của mình ấy, thì là mình sẽ phải có là đây con xin phép là xuống bên dưới ạ. Thì mình phải có là bao giờ cũng phải có câu chủ đề đứng trước ạ. Nó có thể đứng trước hoặc là nó có thể đứng sau, nhưng mà theo như con nghĩ thì là con cũng viết văn các cái bài luận nhiều rồi thì con luôn luôn là viết là nó là diễn dịch cho nó dễ ạ. Câu chủ đề xong là sau đó là đến luận điểm ạ. Rồi sau đó là đến luận cứ ạ. Và sau đó là đến luận chứng ạ. Và đương nhiên là tất cả nó đều phải là có mối quan hệ với nhau ạ. Tức là nó có mối quan hệ là hỗ tương lẫn nhau đấy ạ. Và tất cả của nó thì đều phải là bổ sung cho câu chủ đề.
Đây ạ. Đấy, nó sẽ như thế này ạ. Như này thì đúng hơn ạ. Thế thì bây giờ con nghĩ là với cái bài này mình đã có cái yêu cầu của cô giáo rồi thì mình cứ nắm theo cái yêu cầu của cô giáo mà làm thôi ạ. Chứ mình cũng không không có đi xa rời cái yêu cầu thì mình sẽ bị lạc đề mất ạ. Ví dụ như là yêu cầu của cô giáo thì cô giáo lấy là giới thiệu thì chính là cái phần mở bài của mình đấy ạ. Là dẫn dắt vào vấn đề này. Nội dung chính thì là giải thích thuật ngữ rồi giải thích câu nói theo nghĩa đen nghĩa bóng này. Xong ý thứ hai là dẫn từ ý nghĩa câu nói thì đánh giá bằng lý lẽ đúng sai. Không có giá trị đồng ý hay không đồng ý, tức là mình sẽ đánh giá bằng cái quan điểm của mình ạ, là mình đồng ý hay không đồng ý, rồi mình chứng minh thuyết phục quan điểm cá nhân bằng dẫn chứng, chính là các cái luận chứng đấy ạ. Rồi trong quá trình viết luận chứng, phân tích bình luận lý lẽ để dẫn đến việc làm rõ đang chứng minh cho luận cứ nào, phản đề nếu có, xong rồi rút ra bài học cá nhân. Thì bây giờ con lấy ví dụ như là với cái bài về ước mơ chẳng hạn ạ, thì là có cái câu là không có việc gì khó khăn nếu mà ước mơ của mình đủ lớn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu là dẫn dắt vào đề. Thì bây giờ đấy là chính là phần mở bài. Ví dụ con sẽ viết là dẫn dắt vào bài thì mình con học cái phong cách của Hòa Thượng Trí Quảng ấy ạ. Thì là Hòa Thượng sẽ luôn luôn viết từ những cái vấn đề gì mà nó mang tính chất là bao quát nhất, xong là dần dần nó nhỏ dần, xong là bắt đầu đến lúc mà đi vào cái vấn đề chính thì là nó là cái vấn đề là nó càng ngày càng tiệm cận hơn với cả cái vấn đề chính rồi ạ. Thì ví dụ con viết là con người ai cũng có ước mơ ạ. Thì cái việc là con người ai cũng có ước mơ thì cái đó là cái mà nó khá là khái quát ạ, khá là rộng ạ. Xong bây giờ bắt đầu là con sẽ đi nhỏ dần ạ. Thì bây giờ con sẽ viết là có người thì ước mơ được giàu sang chẳng hạn ạ. Có người ước mơ được giàu sang, có người ước mơ được sống an lạc hạnh phúc. À, cái này thì con phải dùng dấu chấm phẩy rồi ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là ở đây phải dùng dấu chấm phẩy ạ. Bởi vì là ở đây là có an lạc hạnh phúc là nó thuộc về một ý. Do vậy mà bây giờ mình phải dùng cái dấu chấm phẩy ở đây rồi ạ. Xong rồi tiếp theo là có người ước mơ được đặt chân đến những vùng đất mà chưa có ai từng đặt chân đến chẳng hạn ạ. Rồi ạ. Thì cái cấu trúc này chính là cái cấu trúc song song đấy ạ. Đây là câu đẳng lập đấy ạ. Thì nó nối các cái câu mà nó đều nối với nhau bởi ở đây là con nối với nhau bởi dấu chấm phẩy. Thì ví dụ như là có người ước mơ được giàu sang thì là có người là chủ ngữ, ước mơ được giàu sang là vị ngữ. Có ngựa, xong rồi ở đây cũng thế ạ. Thì cái cấu trúc này chính là cấu trúc song hành mà mình đã học ở trong trong phần lý thuyết của môn tiếng Việt thực hành đấy ạ. Thì con viết cái thứ hai nó, thì cái câu này nó đã khá là gần rồi ạ. Xong rồi bắt đầu là đến câu thứ ba thì con sẽ viết là có câu nói rằng ạ. Không có gì là khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn. Đây, ví dụ như câu này con viết là như thế này. Vậy thì sau đấy là bắt đầu là mình sẽ trực tiếp là mình đồng ý với quan điểm đấy hay là mình không đồng ý với quan điểm đấy thì mình thể hiện rõ luôn ạ. Thì con sẽ viết là tôi hoàn toàn không đồng ý. Đồng ý với câu nói trên. Dạ, con thưa các thầy cô là tức là con thì trước đây là con học tiếng Anh nhưng mà con cũng có nghe thấy thầy Nhật Từ nói với cả cô Thủy cũng nói là những người học tiếng Anh thì là khi mà làm những cái bài văn nghị luận tiếng Việt này thì rất là có lợi ạ. Thì con cũng cảm thấy là đúng là như thế, bởi vì là con viết như thế này là con viết hoàn toàn giống như là những gì mà con đang viết tiếng Anh đấy ạ. Và trong tiếng Anh thì con cũng luôn luôn viết như thế này ạ. Tôi hoàn toàn không đồng ý với câu nói trên vì hai lý do sau đây ạ. Rồi ạ, như vậy là hết cái phần mở bài của con đấy ạ.
Bây giờ bắt đầu là con sang phần thân bài thì là con sẽ có thứ nhất là, thì cái thứ nhất là ở đây chính là chuyển tiếp ngữ đấy ạ, hay là trong, hay là mình gọi nó là từ nối đấy ạ, trong tiếng Anh thì con gọi nó là từ nối. Thế thì bây giờ là con sẽ có đưa ra hai cái lý do mà con không đồng ý. Thứ nhất là về bây giờ mình có ước mơ của mình. À, thế thì ở đây cô Thủy cũng cho một cái nữa là con quên chưa đề cập đến ạ. Tức là nội dung chính thì mình sẽ giải thích thuật ngữ, giải thích câu nói theo nghĩa đen, nghĩa bóng nếu có, nêu ý nghĩa câu nói, nhận định. Thế thì bây giờ mình, con thấy là mình còn thiếu mất cái ý này. Thế thì con sẽ bỏ cái chữ là vì hai lý do sau đây đi, tại vì con cũng chưa nêu ra hai lý do vội, mà cái đầu tiên là mình sẽ phải làm theo đúng yêu cầu của cô, tức là mình sẽ giải thích thuật ngữ hoặc là giải thích câu nói theo nghĩa đen nghĩa bóng đó. Thế thì ở đây con thấy là có hai thuật ngữ mà mình cần phải giải thích, đấy là khó khăn và thuật ngữ thứ hai là mình giải thích thì đấy là ước mơ ạ. Thì mình có thể viết là khó khăn, bây giờ mình giải thích luôn ạ. Khó khăn mình có thể, nếu mà các thầy cô mà biết tiếng Anh thì các thầy cô có thể viết ở đây là mở ngoặc đơn ra là từ difficulty chẳng hạn ạ. Thì có thể là mình định nghĩa là những chướng ngại mà một người gặp phải, một người phải đối mặt ạ, trong cuộc sống. Còn ước mơ thì cái từ còn ở đây nó cũng chính là một cái từ nối đấy ạ. Thì ở đây có nghĩa là dream chẳng hạn ạ, là những khát khao, những ước vọng mà một người hướng tới. Rồi ạ, thế là xong cái đoạn tiếp theo là nói về giải thích câu nói theo nghĩa đen, nghĩa bóng, nêu ý nghĩa câu nói, nhận định, luận cứ. Thế thì bây giờ mình còn nêu ý nghĩa câu nói nữa. Thế thì ví dụ như là với cái câu nói đấy thì mình sẽ viết là câu nói trên có nghĩa là, có nghĩa là gì đấy ạ? Thì mình có thể giải thích ra là như thế nào đấy. Câu nói trên có nghĩa là nếu của có nghĩa là nếu một người có những khát khao, có những khát khao đủ lớn chẳng hạn ạ, những ước vọng đủ lớn thì sẽ không gặp, sẽ không có gì khó khăn, sẽ không gặp trở ngại chẳng hạn. Trên con đường thực hiện ước mơ của mình chẳng hạn ạ. Thực ra là con viết như thế này thì con cũng chưa có cái sự đầu tư suy nghĩ kỹ lưỡng lắm, mà nó vẫn đang chỉ là dựa trên cái dòng tư tưởng của con về những cái gì của, dựa theo cái đề bài của cô giáo thôi ạ. Thế thì bắt đầu từ đây thì bắt đầu là con mới mới đưa ra cái nhận định với đưa ra cái quan điểm của mình ạ. Đây thì con sẽ viết là tôi hoàn toàn không đồng ý với câu nói trên vì hai lý do sau đây. Rồi ạ, thì bây giờ bắt đầu là con mới viết là thứ nhất là rồi ạ, thì con sẽ đưa ra hai cái lý do. Thứ nhất là bây giờ nếu mà mình có ước mơ mà mình muốn thực hiện ước mơ đấy nhưng mà mình lại không có phương pháp
thì đương nhiên là mình vẫn gặp khó khăn như thường ạ, tức là cái phương pháp của mình nó không đúng ạ, thì mình vẫn gặp khó khăn như thường ạ. Và cái lý do thứ hai mà con đưa ra là nếu mà mình có ước mơ, nhưng mà cái ước mơ đấy nó lại chỉ nhằm phục vụ cho một cái mục đích xấu, tức là mục đích là để nhằm làm tăng trưởng cái tôi của bản thân chẳng hạn ấy, để mình chỉ gọi là chứng tỏ mình như thế nào đấy chẳng hạn ạ, thì cái, đương nhiên là những cái ước mơ đấy nó cũng đâu có đẹp gì đâu ạ. Thì bây giờ ví dụ như con sẽ viết là thứ nhất là nếu có mơ ước nhưng không có những phương pháp đúng đắn để thực hiện ước mơ thì mình sẽ lấy một cái chủ ngữ, tức là nó không mang cái tôi của mình vào đấy, tức là mình ở đây văn nghị luận mình chỉ mang cái tôi vào trong cái chỗ này thôi ạ, cái việc là mình thể hiện quan điểm đấy ạ, là tôi hoàn toàn không đồng ý, nhưng mà thường là chỉ có chỗ này thôi ạ, nhưng mà còn những cái chỗ khác thì là mình sẽ dùng, một là câu bị động và hai là mình sẽ dùng một cái từ nào đấy mà nó mang tính chất chung chung, chứ mình sẽ không nói là tôi hay là con hay là anh Nam hay là anh Trung gì đấy nữa, thì nó không không phải là văn nghị luận mất rồi ạ. Văn nghị luận nó sẽ mang cái tính chất rất là khách quan. Nếu có mơ ước nhưng không có những phương pháp đúng đắn để thực hiện ước mơ thì, hoặc là con người, mình có thể viết là con người cũng, hoặc là một người ạ, thì con người vẫn sẽ gặp khó khăn đấy ạ. Thì đấy là cái câu gọi là câu mở đề của cái đoạn này, và đoạn này thì sẽ viết theo kiểu diễn dịch, thì bây giờ là mình sẽ đưa vào đấy những cái luận điểm và luận cứ như thế nào để mình bảo vệ cho cái quan điểm đấy của mình ạ. Thì ví dụ như là con sẽ viết thêm một cái luận điểm ở đây là thật vậy, có rất nhiều người có thể, cô nào nghĩ ra một cái luận điểm hoặc là luận cứ nào để chứng minh cho cái ý này được không ạ? Ví dụ con nói là có nhiều người muốn làm giám đốc nhưng lại không biết cách phỏng vấn, không biết xây dựng sơ đồ tổ chức, không biết cách nhìn người, không biết lên kế hoạch, không biết lên kế hoạch, không biết tuyển nhân sự và chưa từng đi học ở trường lớp. Đào tạo về quản trị kinh doanh. Ví dụ như thế này chẳng hạn ạ. Các bạn đoàn viên của trường tham gia các hoạt động hỗ trợ địa phương. Những người này ở đây thì tại vì là cái câu trên là con viết là có nhiều người, cho nên là ở bên dưới thì là con sẽ phải viết là những người ạ, thì nó mới đảm bảo về cái sự logic về về mặt
về 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 mặt ngữ pháp ạ. Vậy những người này là những người có ước mơ nhưng không có phương pháp. Pháp. Rồi ạ. À, hay, ở đây thì con lại dùng từ hay là từ nối. Hay có người luôn muốn được thăng tiến nhưng lại lười biếng. Ỷ lại, không chịu đi, không chịu học hỏi những điều mới, ví dụ như thế ạ. Thì ta cũng gọi cái này chấm ạ. Chúng ta cũng nói rằng những người này có ước mơ nhưng thiếu phương pháp. Rồi ạ. Hay là tiếp theo là lại có một cái nữa là có những người dù rất chăm chỉ ạ, nhưng kết quả chẳng đạt được là bao. Đây cũng là những người rất chăm chỉ, luôn nỗ lực chẳng hạn ạ, thực hiện mục tiêu của mình, thực hiện mục tiêu mình đề ra nhưng kết quả chẳng đạt được bao. Đây cũng là những người làm việc chưa có phương pháp, ví dụ thế ạ. Thì đấy là con viết một cái ví dụ như thế này thôi ạ. Thế xong là đến cái thứ hai thì Một Phật Hòa Tâm sư có ý chứ này chút là đây là cái tổ của bên tranh ngữ đang có sinh hoạt đó, thì nó là chúng ta góp ý với trên cái tinh thần đó là xây dựng cái đề cương. Xây dựng đề cương là những cái luận điểm chỉ ra trong cái phân tích cái câu ấy, chúng ta không có làm thành phẩm. Làm thành phẩm đó là ý của mình. Còn đó là mình chia sẻ thì chia sẻ trên cái khía cạnh đó là mình phân tích cái nội dung của đề, rồi bắt đầu là mình sẽ chia nhỏ ra, ví dụ như là trong cái câu này này là luận điểm nó là đâu, rồi bắt đầu là luận cứ là như cái nào. Mình gạch những đầu dòng để cho nó cái thời gian nó rút ngắn lại. Còn cái việc bây giờ con thứ tư là con xong nốt cái phần này là xong rồi ạ. Tại vì là con chỉ viết cái phần thứ hai thì là con cũng không viết nữa. Con chỉ viết cái phần thứ nhất thôi ạ. Thì bây giờ cái phần thứ hai thì con có thể đưa ra một cái câu chủ đề là nếu có mơ ước ạ, nhưng lại không phục vụ cho mục đích tốt ạ. Thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn ạ. Ví dụ như thế chẳng hạn ạ. Đấy thì con viết xong cái này rồi thì bây giờ tức là tóm lại là bây giờ là con dựa trên cái ý của cô giáo mà đề ra ấy ạ. Thì con thấy rằng là
Mình sẽ, ở đây là các cái ý là có đủ ạ. Thứ nhất là về cái phần giới thiệu là dẫn dắt vào đề, thì con dẫn dắt từ cái câu đầu tiên là con người ai cũng có ước mơ, thì đấy là cái câu mà nó mang nghĩa, mang tính chất rất là rộng ạ. Xong là sau đó là mình dần dần mình bó hẹp vào là có người ước mơ được giàu sang, tức là đầu tiên thì là con người, thì là chung chung rồi ạ. Thì cái tiếp theo là con lấy ra là có người ạ, có người, xong rồi có người thế này, có người thế kia. Xong rồi bắt đầu là mình mới đi trực tiếp vào cái câu nói, là có câu nói rằng không có gì là khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn. Thì đấy là cái cách dẫn dắt vào đề mà con học được từ các cái bài viết của Hòa Thượng Thích Chí Quảng ạ. Tức là mình sẽ đi từ cái gì mà nó rộng nhất, xong rồi bắt đầu là mình cứ bó hẹp dần vào, thì đấy là phần mở bài ạ. Thế còn tiếp theo là về cái phần nội dung chính, thì là yêu cầu đầu tiên của cô giáo là giải thích thuật ngữ. Thế thì bây giờ giải thích thuật ngữ thì con đã giải thích cái từ khó khăn rồi, con giải thích cái từ ước mơ có nghĩa là gì rồi. Và sau đó là mình nêu ý nghĩa của câu nói. Thì ý nghĩa của câu nói chính là cái câu là câu nói trên có nghĩa là nếu một người có những khát khao đủ lớn thì sẽ không gặp trở ngại trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Thế xong là sau đó thì đến cái viết tiếp theo, thì là mình sẽ thể hiện cái lý lẽ của mình là đồng ý hay là không đồng ý. Thì là con sẽ đưa ra cái lý lẽ của con sẽ viết là tôi hoàn toàn không đồng ý với câu nói trên vì hai lý do sau đây. Thế thì cái lý do thứ nhất mà con đưa ra chính là cái việc là có ước mơ nhưng mà lại không có phương pháp ạ. Và cái thứ hai là có ước mơ nhưng mà mục đích thì lại không tốt ạ. Thế cho nên là vẫn sẽ gặp khó khăn ạ. Và cuối cùng thì là con sẽ đi đến cái phần là bài học cho cá nhân và cho mọi người. Thế thì với cái bài học ở đây là, thế thì từ con sẽ viết là từ hai lý do nêu trên ạ. Ví dụ như là từ hai lý do nêu trên, thì mình rút ra một cái bài học là như thế nào đấy ạ. Ta có thể rút ra được các bài học như sau ạ. Thì ví dụ như là thứ nhất là con, lúc nãy con viết thứ nhất là, thì bây giờ con sẽ viết là một là. Tại vì cái đấy là cái mà nó làm cho bài của mình nó rõ ràng nhất và các thầy cô... Hòa Tâm. Sư có ý kiến thì Hòa Tâm ơi. Dạ. Là chúng ta chia sẻ, tại vì thời gian nó hạn hẹp nên là chúng ta chia sẻ đó là cái thứ nhất là thời gian hạn hẹp, thứ hai đó là bên tổ chức ngữ có cái chương trình của tổ chức ngữ là nó phải có cái khung thời gian nó phải, nên là chúng ta chia sẻ với cái tinh thần đó là sơ lược và nội dung sơ thôi, là nên là nếu mà cái chương trình của sư mà bên sư mà tổ chức đó, thì sư phải cái khống chế về cái thời gian để cho chương trình nó thành công và nó đem lại cái kết quả tốt nhất và sự đóng góp của rất nhiều người. Nên là theo sư nó là những cái bài của Hòa Tâm chia sẻ rất là hay, nhưng mà có thể là chúng ta có thể chia sẻ để mọi người tham khảo sau trên cái nhóm giúp chính á, để chúng ta tham khảo sau, còn chúng ta trả lại cái chương trình cho cái bên chánh ngữ thì còn nhiều cái vấn đề người ta cần phải giải quyết nữa, nên là chúng ta mà chia sẻ như vậy thì nó làm cho cái lợi ích của mọi người nó không có được tốt, nên là đó là những cái lời mà cũng ý mong Hòa Tâm thông cảm nha. Những bài này thì rất là hay nhưng mà nó có thể chia sẻ rồi, đó là trên cái group của sinh hoạt đó là chung tất cả rất nhiều người được đọc để cơ đi tham khảo để mà biết cái cách mà là lập luận như thế nào đó, ý sư là như vậy. Rồi ạ. Thế bây giờ con chia sẻ nốt cái phần kết luận là xong ạ. Con đồng ý với ý kiến của thầy Phước Trí ạ. Con cũng vậy đó, chị Hòa Tâm cứ chia sẻ đi nhóm này để coi sau chứ không để chị cứ viết nốt xong gửi lên group ạ, để chị Thanh Bình chia sẻ tiếp cái trắc nghiệm ạ. Cái đó là rất là quan trọng. Thế thì con thưa mọi người là bây giờ con sẽ chia sẻ nốt cái phần kết luận ạ. Thế thì cái phần kết luận thì là thường là trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng cái từ in conclusion, nhưng mà trong tiếng Việt thì mình có thể dùng là từ tóm lại ạ. Thế thì tóm lại là mình sẽ viết luôn là tôi không đồng ý. Mình cũng chưa tâm cứ viết rồi. Để mình giải bài tập nữa chị Hòa Tâm ơi. Dạ vâng ạ. Dạ. Vâng, xong là mình lại viết là bởi vì. Thế xong là bắt đầu là mình sẽ viết lại hai cái câu trên, nhưng mà mình sẽ dùng một cái ngôn ngữ khác. Chứ mình sẽ không viết là nếu có ước mơ nhưng không có những phương pháp đúng đắn để thực hiện ước mơ thì con người vẫn sẽ gặp khó khăn. Mà mình sẽ thay đổi nó bằng những cái cụm từ khác ạ. Ví dụ như là mình sẽ viết là chướng ngại sẽ vẫn xảy ra nếu mà một người không có những cái biện pháp đúng đắn để thực hiện những cái ước mơ của mình, ví dụ như thế chẳng hạn ạ. Thì đây là cái bài văn nghị luận mà con cũng chia sẻ với các thầy cô ạ. Thì thật ra là những cái này là con cũng đã được học viết
theo cái văn phong tiếng Anh thì bây giờ là con sẽ chuyển nó sang là văn phong tiếng Việt thì nó là như thế á. Thế còn cái phần tiếp theo là trong cái yêu cầu của cô giáo ấy ạ, thì là viết một văn bản thể hiện quan điểm suy nghĩ cá nhân về câu nói trên, trong đó có một câu có cấu trúc ví dụ chuyển tiếp ngữ, chủ ngữ, vị ngữ, chú thích ngữ chẳng hạn. Thế thì ở đây thì con cũng thấy là cũng có một số câu như thế, ví dụ như là có cái câu này là cái từ vậy chẳng hạn ạ, hoặc là thật vậy ạ, thì thật vậy nó là chuyển tiếp ngữ ạ, hoặc là thứ nhất là thì ở đây nó cũng là chuyển tiếp ngữ ạ. Thôi mình bỏ cái bài đó lên chia sẻ lên group đi, tại vì thời gian cũng còn nhiều, bây giờ mình trả cái lớp lại cho cô Thanh Bình đi, tại vì thời gian của đại chúng mỗi chùa nhiều khi còn sáng khuya công phu nữa. Nên chị, dạ, vâng chị, dạ, những cái ý kiến của chị thì bây giờ rất là hay, chị cứ post một cái bài lên, chị đánh dấu nó đậm in đậm vào để cho các đại chúng cùng tham khảo. Thì bây giờ câu trắc nghiệm của mình còn tới 60 câu lận đó, mà quý thầy ở chùa thì còn vì mai 3 giờ sáng 4 sáng còn công phu nữa. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Rồi ạ, cảm ơn chị Hoa Tâm, cảm ơn chị Hoa Tâm rất là nhiều để mình giải. Dạ vâng ạ. Tập bây ạ. Dạ, thế con xin phép mà ngừng cái việc chia sẻ ở đây ạ. À, như là Phật, chị cứ chia sẻ ở đây đưa lên giúp đi ạ. Dạ vâng ạ. Như là Phật, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Như là Phật. Mời Thanh Bình tiếp tục đi. Bạn mình chưa mở mic. A Di Đà Phật. À, con nói các thầy nghe được chưa ạ? Rõ. À, vâng. Hôm nay con nói lên câu nào? À, con xin phép ạ. Con sẽ được chia sẻ tiếp cái câu nghĩ với lại câu nghỉ này. À không, không phải câu này. Đến cái câu qua cái mưa câu... Mưa gió rồi. Mưa gió, qua câu mưa gió rồi. Xuống qua câu mưa gió. À đúng rồi, tôi đã học rồi. Tôi đã học nhiều loại báo. Rồi ạ, vâng ạ. À, câu tiếp theo là điền các từ vào chỗ trống ạ. Thì các bác sĩ đã tái tạo thì không có làm lại, hay là không tái tạo xong và cũng không tái tạo lại ạ. Cho nên là mình sẽ dùng là tái tạo ạ. Con xin phép sang câu tiếp. Luôn suy nghĩ và nghỉ học ạ. Các thầy trong Nam thì nhớ để ý những cái dấu ngã này giúp con ạ. Tiếp là gió. Các thầy phải để ý giúp con là khi mà đọc một câu ấy thì mình nên ngắt ở chỗ nào thì gần như nó là cái chủ ngữ ở chỗ đấy thôi. Gió bấc vun hút thổi, ngắt một cái ạ, đem lại cái lạnh tê tái. Nên là con chỉ chia sẻ theo cái ý hiểu của con thôi nhá, còn các thầy phải cho con có gì con không đúng thì các thầy cho con sám hối ạ. Tiếp ạ, con xin câu tiếp theo ạ. Thì cái gió bấc vun hút thổi là chủ ngữ, còn mình xác định cái vị ngữ thì lại là cuối câu này. Có những câu nó đổi vị trí ở trong 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 này rất là nhiều, lặp đi lặp lại đấy. Tiếp là xác định thành phần phụ, thành phần biệt lập ở trong cái câu hay là hổ chịu khó một lát để tôi buộc hổ vào gốc cây. Thì cái này nó cũng không phải trạng ngữ, mà nó cũng không khởi lên một cái ngữ gì cả, mà nó là trong một cái tình thái ngữ. Tình thái ngữ là trong một cái tình huống nào đấy ạ. Hay là hổ chịu khó một lát. Đấy là trong một cái tình thái này là một cái tình thái là bắt buộc là phải như thế thì gọi là tình thái ngữ. Con cứ hiểu nôm na như thế thôi ạ. Thì câu này nó là tình thái ngữ ạ. Tiếp là hàng năm mỗi khi hè về, nó thường được ba mẹ đưa đi .... của đất nước. Thì ấy, trong bài cô cũng đã giảng
thắng cảnh thì không có đẹp, đã thắng cảnh trong cái từ thắng này nó đã bao gồm cả cái từ đẹp rồi, cho nên là cái phương án A và phương án B, C là sẽ loại. Và con cũng đã tra từ điển thì có từ tham quan thôi chứ không có thăm, nên các thầy cứ nhớ là tham gì đấy, thì đấy là phương án đúng chứ không có thăm, bỏ phương án thăm. Thì các thầy cứ nếu mà không nhớ được thì cứ chỉ là tham thắng gì đấy, thì là đã thắng thì không có đẹp, mà đã là tham quan chứ không có thăm quan. Thăm quan là sai, từ điển không có từ thăm. Tiếp là trường hợp về sai logic ạ. Sai logic ở đây thì phương án mình sẽ chọn phương án C, bởi vì là nếu về quê tôi đây đang bị sai cái chỗ này ạ. Nếu về quê tôi vào mùa rét, mẹ tôi sẽ đan cho tôi chiếc áo len mới nhiều với tôi quá. Thì cái câu này con cũng chỉ hiểu đơn giản thế thôi, nên là các thầy cũng cứ nhớ 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 là có nhiều chữ tôi là được. Có ba cái chữ tôi này là nó sai logic, thì con cứ giải thích nó đơn giản thế thôi để cho các thầy dễ nhớ, chứ con cũng không chuyên sâu như của cô, nên con không có chuyên môn đâu ạ. Đấy, các thầy nhớ cái câu này nhé. Câu này rất hay sai, con cũng làm rất hay sai, nhưng bây giờ con mới để ý là sẽ có ba cái tôi này. Thì các thầy cứ để ý có ba cái tôi này vào đây, mình học theo từ khóa vậy. Con xin phép câu tiếp ạ. Nếu trời mưa tôi sẽ không đến. Cái câu điều kiện giả thiết bao giờ cũng có nếu và sẽ hoặc thì ạ. Nếu sẽ hoặc thì. Nếu sẽ hoặc nếu thì đây là trạng ngữ chỉ điều kiện và giả thiết. Cái giả thiết là nếu mưa thì tôi sẽ không đến. Câu tiếp theo thì cũng dễ rồi, các thầy cũng để ý con là ngũ, xuất ngũ và đã ngũ tuần. Thì các thầy miền Nam là cũng phải để ý giúp con những câu này. Ngũ tuần tức là 50 á. Dạ vâng ạ. Tìm chủ ngữ cho câu ạ. Trời càng rét thông càng xanh. Ở đây là đây là câu ghép đẳng lập đấy ạ. Trời đây là chủ ngữ đấy ạ. Càng rét là vị ngữ ạ. Thông là chủ ngữ ạ. Càng xanh là vị ngữ, thì ở đây là nếu mà tìm chủ ngữ cho câu thì phải là trời và thông ạ. Con đi tiếp sang câu khác ạ. Dãy xoan trồng trước cửa nhà tôi. Đấy, các thầy ngắt ra một câu đấy thì ở cái đoạn này chính là chủ ngữ đấy ạ. Nếu mà xác định được chủ ngữ rồi thì nó là vị ngữ là cuối ạ. Dùng mình chút những chiếc lá cuối cùng đấy ạ. Là câu D đấy ạ. Là các thầy con chỉ làm theo cái kiểu của con như thế thôi, nhưng mà con không biết là có đúng hay không. Con giải thích theo cái kiểu hiểu của con. Tiếp là xác định câu chủ đề cho đoạn văn. Rừng cây im lặng quá đấy ạ. Khi mà cái đoạn văn này thì đã học rất nhiều lần, và lúc trước con đã chia sẻ đến nhắc đi nhắc lại cũng ít nhất là phải 1-2 lần rồi. Thì ở đây nó là cái câu rừng cây im lặng quá, nó là câu diễn dịch, là đoạn văn diễn dịch ấy, nhưng mà nó là sự im lặng của rừng cây chứ không phải rừng cây im lặng quá, bởi vì rừng cây im lặng quá nó chỉ là một câu thôi, còn chủ đề của nó là nó nói cái tính bao quát hơn. Thì mình sẽ chọn là sự im lặng của rừng cây ạ. Tiếp theo là căn nhà tôi núp dưới rừng cọ, ngôi trường khuất trong rừng cọ ngày ngày. Cái này thì câu này sẽ không có câu chủ đề, lý do đây là một đoạn song hành ạ. Mọi thứ nó cứ song song diễn ra với nhau, nên trong câu này nó sẽ không có câu chủ đề ạ. Câu tiếp theo là trong nhập nhoạng thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày còn vương lại. Đây là câu phức. Thì cái câu này nó diễn tả nó nhiều hoạt động quá. Thì các thầy cứ nhớ 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 là cứ nhập nhoạng thì là câu phức. Các thầy cứ học theo từ khóa như thế thôi. Chứ con cũng không có chuyên môn sâu để con giải thích. Tiếp theo là câu này lúc nãy con cũng nói rồi, thành phần phụ và thành phần biệt lập của câu. Và ở góc vườn tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả ngột ngạt. Thì chữ và ở góc vườn này
chữ và này là chuyển tiếp ngữ ạ. Ở góc vườn là chỉ trạng ngữ ạ. Trạng ngữ chuyển tiếp ngữ thì là mình sẽ chọn là chuyển tiếp ngữ và trạng ngữ ạ. Câu trời hôm nay đẹp với nắng vàng rực rỡ, đây là một câu trần thuật. Một câu trần thuật tả về cái gì đấy, trời hôm nay rất đẹp. Thì các thầy cứ nhớ những cái từ khóa như thế để làm cho nó dễ. Tiếp theo ạ. Câu sai logic ạ. Câu sai logic đây thì mình sẽ chọn là câu C. Mắt đăm đăm nhìn ra cửa bể, ta thấy kiều. Cái chữ ta thấy đây chính là đang bị sai logic ở cái chỗ này. Nên là các thầy cứ nhớ cho con cái từ khóa là đã thấy kiều, thì trước cái chữ kiều mà nhìn thấy cái từ ta thấy, con nghĩ là con học theo từ khóa như thế thôi để cho nó dễ nhớ. Cứ ta thấy trước chữ chữ kiều là sai logic, các thầy cứ nhớ như thế giúp con ạ. Tìm vị ngữ cho câu những cây thông già. Đấy, ngắt ra một cái ạ, thì mình sẽ biết đây là chủ ngữ ạ. Và như bất chấp thì nó là vị ngữ. Đây mình đang tìm vị ngữ cho câu, thì mình phải tìm được chủ ngữ thì mình tìm được vị ngữ. Thì như bất chấp cả thời tiết khắc nghiệt thì chọn câu C ạ. Còn tiếp theo ạ, chọn câu đâu, các trường hợp sau đâu là trường hợp đúng ngữ pháp ạ. Đúng ngữ pháp thì là thường là không có chữ qua. Cô cũng giảng rất là kỹ những cái này rồi ạ. Thì các thầy cứ nhớ là nếu mà đúng ngữ pháp mà qua nhiều quá thì các thầy không chọn chữ qua. Thì các thầy cứ chọn từ khóa thế cho nó dễ nhớ ạ. Tiếp theo là căn nhà tôi núp dưới rừng cọ, ngôi trường tôi cũng phất trong rừng cọ, ngày ngày đến với nước. Đây chính là đoạn song hành đấy ạ. Đoạn song hành là các câu nó song song với nhau ạ. Cái này ở bên trên con cũng nói rồi. Tiếp ạ. Phân loại câu. Càng nên đến chóp, vòng càng nhỏ đi. Con hiểu là cái càng nên đến chóp đây là một cái trạng ngữ. Còn vòng đây là chủ ngữ đấy. Càng nhỏ đi là vị ngữ. Thì cái câu này là câu đơn bình thường vì nó chỉ tả một hoạt động thôi ạ. Nó là câu đơn bình thường, chỉ tả một hoạt động. Thì mình sẽ chọn là cứ các thầy cứ nhớ là có chữ vòng này thì là đơn. Thế thôi ạ, cho nó dễ nhớ. Tiếp là quyển sách. Chọn là thành phần phụ và thành phần biệt lập của câu. Quyển sách này tôi đã đọc nhiều lần. Quyển sách này, đây là cái khởi ngữ. Thì các thầy cứ nhớ là quyển sách là khởi ngữ. Có những cái từ con cũng không hiểu được nên là con cũng chỉ bám vào như thế thôi. Tiếp là xác định các phép liên kết chủ đạo trong đoạn văn. Căn nhà tôi ở núp dưới rừng cọ, đây chính là đoạn song hành. Ngôi trường tôi học cũng khuất trong rừng cọ, ngày ngày đến lớp tôi đi trong rừng cọ, không đếm được có bao nhiêu tàu lá cọ xòe ô lợp kín trên đầu. Đây chính là cái phép lặp. Ở đây lúc trước con đã nói rồi, có chữ rừng cọ và rừng cọ đấy. Một cái rừng cọ và hai cái cũng có cái rừng cọ lúc nãy con có đây ạ. Và nó liên tưởng đến cái việc là nên tưởng đến tất cả các sự việc liên quan như là xòe bóng mát rồi là bóng dâm gì đấy, không ướt đầu đấy, thì là mình sẽ chọn cái phép lặp và phép liên tưởng. Câu này thì dễ rồi ạ. Câu này thì chính tả đúng. Thí sinh trả lời suôn sẻ thì là đúng ạ. Hai chữ sờ lặng đấy ạ. Tiếp theo là xác định thành phần phụ và thành phần biệt lập của câu. Chiều chiều trên bãi thả, đám mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều. Thi nhau thả diều thi. Đây là câu trạng ngữ đấy ạ. Chiều chiều trên bãi thả. Chiều chiều đây là chiều chiều là chỉ thời gian ạ.
trên bãi thả là chỉ nơi trốn ạ, cho nên là câu này là đáp án A. Tiếp theo, cái bài này thì xác định là văn chính luận rồi. Thì các thầy cứ nhớ là tiếng Việt xong giải thích dài 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 thì các thầy cứ chọn chính luận luôn cho con. Các thầy cứ nhớ từ khóa thế. Chứ bây giờ đọc dài phân tích nó không như thể nhớ được. Cứ có cái từ tiếng Việt thì các thầy nhớ là bấm vào chữ chính luận về là được. Tiếp là xác định thành phần phụ và thành phần biệt lập. Con đường này ngập nước vì mưa nhiều. Thành phần phụ ạ, các thầy phải bám vào cái câu là có thành phần phụ đấy ạ. Ở đây con đường này ngập nước vì mưa nhiều, cái này là chỉ có chủ ngữ và vị ngữ chứ không có thành phần phụ ạ. Và cũng không có thành phần biệt lập, cho nên là câu này dễ bị mắc sai đấy. Nhiều khi nếu mà không ấy là tích vào trạng ngữ chỉ nguyên nhân đấy là sai. Người ta không nói là trạng ngữ mà người ta nói là thành phần phụ đấy. Câu tiếp theo ạ. Gần trưa mây mù tan. Xác định chủ ngữ ở đây là mây mù là chủ ngữ ạ. Cho nên tí nữa sẽ có cái câu này liên quan ạ. Câu này là câu đơn bình thường thôi ạ, nó chỉ có một cái hoạt động là mây mù tan thôi ạ. Tiếp nó sẽ có tí nữa sẽ có câu liên quan đến câu này. Tiếp là hôm mua má còn nhờ người bán nón quét cho một lượt. Dầu lên mặt nón trông rất bóng. Thì đây là câu ghép chính phụ. Nó có hai thành phần. Thì các thầy cứ nhớ là có nón thì chính phụ. Thế là nhớ như thế cho nó ấy. Chứ bây giờ nếu mà phân tích ra thì con cũng nhiều khi con cũng yếu về những cái có những câu con rất là yếu. Phần tiếp theo, xác định thành phần phụ biệt lập của câu. Nếu ăn nóng món này sẽ rất ngon. Đây là chỉ trạng ngữ nếu ăn nóng ấy, thì nó là chỉ điều kiện là nóng thì mới ngon ạ. Đấy các thầy nhớ như thế. Nếu mà nguội thì nó lại không ngon. Nó là điều kiện chứ nó không mục đích, không nguyên nhân, không phương tiện cách thức ạ. Tiếp ạ. Xác định chủ đề cho đoạn văn căn nhà tôi núp dưới rừng cọ vân 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 vân. Thì cái câu này là nói về rừng cọ quê tôi ạ. Chứ nếu mà sự che chở của rừng cọ đối với người dân quê tôi thì nó lại dài quá, lại không đúng với lại câu chủ đề. Đây ạ, chính là cái câu mà câu đơn đấy ạ. Bây giờ nó lại trôi xuống đây. Thì câu này là gần trưa mây mù tan và tìm vị ngữ cho câu. Mây mù đây chính là chủ ngữ ạ. Gần trưa mây mù tan ạ. Thì cái tan này chính là vị ngữ. Thì các thầy cứ nhớ giúp con là vị ngữ của cái câu mây mù này là tan. Chứ không đến lúc lại tìm lại không đúng. Gần trưa đây là cái trạng ngữ chỉ thời gian thôi ạ. Còn mây mù mới là chủ ngữ ạ. Tìm vị ngữ cho câu. Trong nhập nhoạng thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày còn vương lại. Ở đây cái câu vị ngữ này nó lại tìm vị ngữ cho câu ạ. Các thầy để ý ạ. Vị ngữ cho câu này nó bị đẩy lên đấy ạ. Thỉnh thoảng lại bật lên đấy ạ. Đấy các thầy cứ nhớ cho câu là trong nhập nhoạng mà tìm vị ngữ thì các thầy cũng nhớ những cái câu này cho con. Thỉnh thoảng lại bật lên. Tiếp ạ, xác định thành phần phụ, thành phần biệt lập trong câu. Trong nhập nhoạng là có thể là lúc sáng, có thể là lúc tối. Thì nó là chỉ thời gian ạ. Thì mình sẽ tích vào cái chỉ thời gian ạ. Tiếp đây đó, cuối cùng nó cũng hoàn... Nhiều khi mình hay nói là hoàn thành hoặc hoàn thành xong nhưng mà thật ra là không đúng ạ. Cái chữ hoàn này là đã xong rồi chứ không có chữ thành. Cho nên là mình sẽ chọn phương án làm xong ạ. Tiếp là câu này cũng sẽ được lặp đi lặp lại trong đề thi. Mây bò trên mặt đất tràn vào, tìm vị ngữ cho câu này ạ. Tràn vào trong nhà quấn lấy người đi đường. Ở đây chữ bò đã là động từ rồi ạ, cho nên là mây ở đây là chủ ngữ ạ.
mây ở đây chủ ngữ và bò cuối cùng đến hết câu ạ, thì là vị ngữ ạ. Điền vào chỗ trống những cái từ này là câu tiếp theo có khả năng tiếp điền vào chỗ trống ạ, có khả năng tiếp tục việc đã định một cách bền bỉ. Bền bỉ thì sẽ nói lên cái lòng kiên nhẫn của mình, thì các thầy điền vào chữ kiên nhẫn ạ. Nếu mà các thầy không học thuộc được thì cứ ghi là bền bỉ thì kiên nhẫn, các thầy cứ học từ khóa như thế cho nhanh ạ. Nếu giả sử đề thi nó như này ạ. Tiếp theo xác định phong cách chức năng chính của đoạn là cái bài này cô đã cho trong đề trong bài học cũng có, và bài này chính là ngôn ngữ về khoa học. Ngôn ngữ về khoa học thì các thầy cứ nhớ là những cái có ghi những cái thông số ở như thế này và tả như thế này thì các thầy cứ nhớ là khoa học. Hoa cua là một loài hoa lớn hay cái gì gì đấy thì các thầy cứ nhớ là tích vào ngôn ngữ khoa học là được ạ. Trước là mình có cái bài tiếng Việt thì mình tích vào cái chính luận, thì cái bài này là khoa học, đấy các thầy cũng nhớ như vậy. Trong hoàn cảnh này tôi phải làm gì bây giờ, đây là câu cảm thán ạ. Tiếp là anh có thể chuyển giúp tôi hồ sơ này được không, đây là câu cầu khiến, mặc dù nó là câu hỏi bên trên cũng thế nhưng mà đây là một câu cầu khiến ạ. Tiếp là điền từ vào chỗ trống có khả năng giữ vững ý chí tinh thần. Giữ vững ý chí tinh thần là cái kiên cường, thì các thầy cứ nhớ những cái từ khóa vào mà được. Giữ vững ý chí là kiên cường. Tiếp theo là cũng điền từ vào chỗ trống, nó có là hay nhút nhát, nó có điểm yếu chứ không phải là yếu điểm ạ. Điểm yếu là nhút nhát, yếu điểm là khác, yếu điểm là một cái trọng điểm. Điểm yếu đây là chỉ một điểm thôi ạ. Là hay nhút nhát thì các thầy chọn là điểm yếu. Tiếp là phân loại câu ạ. Sáng nay trời đẹp quá phải không? Đây là câu cảm thán ạ. Tiếp là đừng nói chuyện nữa yên lặng. Tức là đây là một câu về cầu khiến ạ. Cầu khiến ai làm một việc gì đấy ạ. Câu điền từ vào chỗ trống, trời sẩm, bầu trời sẫm lại. Các thầy cái này chắc con nghĩ là dễ. Tiếp ạ, tìm chủ ngữ cho cái câu này. Thì lúc trước con cũng nói là bây giờ mình đọc câu mình phải ngắt được câu thì mình sẽ phân biệt được chủ ngữ. Lá thông vi vu, một điệu đàn. Nhưng câu này thực sự là hơi khó. Thì các thầy chọn là câu này là nó dài dài nhất đi. Cứ lá thông các thầy chọn chủ ngữ là dài nhất trong câu này là được. Điền vào chỗ trống, giữ vững ý định, không dao động dù gặp khó khăn trở ngại, đó là lòng kiên định. Thì các thầy giữ vững ý định là kiên định, thế cho nói. Chứ còn bây giờ nếu mà không phân biệt được thì đành phải học từ khóa. Tiếp là xác định phép liên kết trong chủ đạo trong bài văn. Đoạn văn rừng cây im lặng quá, một tiếng lá rơi, đấy, cái chấm chấm chấm. Thì cái này đó là phép liên tưởng. Lúc nãy con cũng nói rồi, nó im liên tưởng. Tại sao lại liên tưởng? Bởi vì rừng cây im lặng quá thì nó liên tưởng đến cái gì? Liên tưởng là lá rơi nó cũng rất là nhẹ nhàng. Chim chắc thì chưa con nào kêu cả. Đó gọi là phép liên tưởng. Tiếp là xác định cấu trúc của đoạn văn. Rừng cây im lặng quá, cái đoạn này thì cũng dễ rồi ạ. Nó là một đoạn diễn dịch bởi vì câu chủ đề ở đầu câu ạ. Tiếp là điền từ vào chỗ trống theo thống kê gần. Đây nó có chữ 1.000 rồi, cho nên là theo con nghĩ thì nó phải dùng cái từ từ gần chứ không phải dùng xấp xỉ. Mà sắp xỉ gần thì cũng không đúng, mà gần sắp xỉ thì cũng không đúng, thì chỉ chọn từ gần thôi ạ. Tiếp là câu này thì cũng dễ rồi. Man một chiều thu man mát, lòng tôi buồn man mát. Chọn phương án A. Câu hết rồi ạ. Hết
Các thầy cô có ý kiến gì không ạ? Tại vì con chỉ chia sẻ theo cái hiểu của con thôi nhá, nên là con chắc là có nhiều điều không đúng hoặc chưa đúng thì các thầy hoan hỉ ạ. Chị Vân ơi. Dạ. Chị cái câu lá thông á, em nghĩ lá thông là chủ ngữ á chị Vân. Không, không phải đâu. Đây là đề thi đã ấy rồi đấy. Lá thông vi vu một làn điệu là đúng đấy. Tại vì cái câu này thì thật ra thì con cũng bảo là nhiều câu con cũng không dành lắm, nhưng mà tại vì cái đề ở chính quy đưa ra và đã chốt là cái phương án này là phương án đúng. Thật ra nếu mà đúng thì cũng chỉ là lá thông thôi, nhưng mà khi mà mình tích vào lá thông ấy thì lại là báo là sai. Thì thôi thì mình cứ đúng rồi, câu này thấy nó hơi vâng, có vấn đề thì đúng rồi. Vâng, thế là theo con thì cứ mình có 60 câu mình đúng 59 câu rồi thì câu này thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Ví dụ như phân tích là cái gì vi vu thì lá thông vi vu. Vâng, đúng rồi, nên là tôi bây giờ cứ chọn theo đáp án. Câu này khó đấy chị Bình à. Vâng, câu này khó, lá thông. Vâng, câu này hơi khó mà. Vâng, thì con bảo là những câu nào mà con không biết thì con cũng chỉ nói theo cái ý hiểu hoặc là học theo từ khóa thôi. Còn câu nào chị hiểu Bình thì ơi. Dạ. Chị Bình ơi, em có ý kiến xíu chị Bình. Dạ. Em thấy là mình coi cái sách mà của tiếng Việt của Lã Thị Bắc Lý á chị. Vâng. Ở trang 110 á chị. Vâng. Thì có cái phần mà câu nghi vấn được dùng với các mục đích gián tiếp. Thì ở trong này mình có cái câu 49 mà hồi nãy giờ mấy câu mà chị nói, mặc dù là câu hỏi nhưng mà là câu cảm thán nè, câu 49, vâng, câu 50 nè, vâng, với lại câu 53 đó chị. Vâng. Thì em thấy cái này là câu nghi vấn đó chị, chứ không phải là câu câu cảm thán, câu cầu khiến với không, lại không, câu không phải đâu, nó là câu hỏi, nhưng thật ra nó kiểu như kiểu là tự mình hỏi mình thôi, chứ không phải là ấy đâu. Ví dụ như sáng nay trời đẹp quá phải không, có thể là mình sẽ nói với một ai đấy là một câu hỏi, nhưng thật ra nó là một câu cảm thán chứ không phải hỏi. Bởi vì là câu này chắc chắn là mọi người biết là nó rất là đẹp rồi, nên là một cái câu cảm thán về cái trời đẹp thế thôi. Tại vì em thấy ở trang 110 á thì có một cái là ghi là câu nghi vấn được dùng với các mục đích gián tiếp, thứ nhất là yêu cầu, thứ hai là đề nghị, thứ ba là nhắc nhở, thứ tư là chào hỏi, thứ năm là cảm thán, thứ sáu là khẳng định, thứ bảy là phủ đây, định. Vâng. Đó. Đây, thì nó nằm ở trong cái phần là câu gì? Câu nghi vấn được dùng với các mục đích gián tiếp. Thì như vậy mình đưa vô câu cảm thán, vậy là nó có đúng không chị? Dạ đúng đấy. Cái này là cô Thủy cũng giảng ở trên đấy rồi đấy. Cô Thủy. Cái câu này nó có câu hỏi là cũng lừa đó. Vâng, đúng rồi. Nên là thật ra là những cái câu mà đáp án đúng bôi động như thế này thì là bên chính quy đã làm và đã đưa ra rồi ạ. Nên là việc đúng hay sai nữa thì chắc là lại phải nghiên cứu. Còn sau gì thì con cũng chỉ nói theo cái hiểu của con và theo cái đáp án thôi ạ. Con dựa vào đáp án còn nói theo cái hiểu của con, còn nhiều câu con cũng còn nơ tơ mơ lắm ạ. Gì đó. Rồi, thì tôi con xin phép mong các thầy hoan hỉ, có các thầy chắc là từ nãy giờ hoa tâm chia sẻ cái cách làm về cái bài nghị luận đấy ạ, và con cũng chia sẻ ban đầu ấy thì con nghĩ là chắc là các thầy cũng nắm được rồi ạ, những cái yêu cầu gì phải đưa vào trong một cái bài 40 điểm đấy. Bài này chắc là 60 điểm, 60 câu chắc 60 điểm, còn bài kia chắc là 40 điểm. Thì các thầy nếu mà mình mà may mắn mà được vẫn được cái đề như thế này thì tốt ạ. Mình chỉ cần cái đề kia khoảng 20 điểm nữa là được. Dạ không thưa cô, tại vì bữa cô dạ. Thủy có nói là cái phần tự luận á là 50 dạ. Á, còn trắc nghiệm là 50, bữa cô có quyết định là lần cuối cùng là 50 50 á, chứ không phải là trắc vâng nghiệm, thì cũng không sao ạ, tức là vâng. Cái phần tự luận nó hơi khó cho nên cần phải ôn cho kỹ vô cho nó đỡ. Dạ vâng, thì đấy thì con cũng có chia sẻ, con chỉ chia sẻ theo cái hiểu của con thế thôi, chứ còn con không có chuyên môn về giáo viên, hay là con không có chuyên môn về cái môn này đâu ạ. Con chỉ
hiểu hiểu theo cái đề và con chia sẻ thế nên là nó có nhiều cái nó cũng chắc là nó cũng không không được được đúng ý đâu ạ. Đi làm Phật thì các thầy cô có ý kiến gì nữa không ạ? À, vậy là được rồi chị Bình ơi. Bây giờ cái bài nghị luận thì từ mỗi người có một cái tư tưởng, một văn riêng, còn mình chỉ coi như là tham khảo những cái gọi là những cái mạch văn, đó là cái cấu trúc của bài văn là được rồi. À, thế còn cái tư tưởng thì mỗi người từ mình sẽ đúng rồi ạ. Vâng, tại vì là văn thì nó không thể là ai giống của ai được. Dạ. Vâng, thì theo con nghĩ là mình cứ làm đơn giản thôi, nếu mà ai viết văn hay thì mình sẽ làm những cái câu hay, còn mình cứ đưa cái ý chính vào, con nghĩ là chắc là cũng được điểm vậy. Dạ, vì sau cái buổi học này thì nhờ cô Bình mình chia sẻ cái bài kết quả này lên group, post cái bài lên group để cho mọi người có thể review lại một lần nữa, còn cái bài nghị luận thì mọi người tham cứu. Dạ, thầy cảm ơn anh. À, con không biết là có thầy cô nào ở trong nhóm con quen không nhỉ, để con gửi qua Zalo thì... Dạ có chú Hùng đấy, chú Hùng rất rành về cái phần PowerPoint này, chú Hùng rất là rành. Dạ cho con có ý kiến xíu. Dạ con ở tổ chức là con kính thưa với thầy cô và các anh chị học viên á. Trước hết thì rất là cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia hôm nay và chia sẻ, cảm ơn cô Thanh Bình, cảm ơn cô Hoa Tâm, cảm ơn quý sư, cảm ơn tất cả mọi người luôn. À, con cũng xin nói lại là bây giờ thì mình cũng đã hơi quá giờ rồi, nhưng mà con xin nói vài câu trước khi mà chúng ta phải kết thúc á. Dạ. À, như ngay từ đầu con có nói là hôm nay là tổ chính ngữ tổ chức ôn tập những tiếng Việt cho tổ cũng như là cho các tổ khác, nếu mà ai có nhu cầu, và người hướng dẫn là một cô giáo dạy văn. À, cô giáo cũng đã soạn xong bài, nhưng mà tới trước giờ, tức là trước khoảng hơn 7 giờ tí xíu thì cô mới phát hiện là cô bị nhiễm Covid. Do đó thì không thể, trong cái tinh thần này nó cũng hơi bị bất ngờ mà cũng lo lắng lắm, cho nên cô giáo không thể chia sẻ được dù là bài đã soạn rồi. Vì vậy thì cho nên là cho con hết sức là thành thật xin lỗi tất cả mọi người về cái sự cố này. Và con cũng đã có gửi cái bài soạn của cô giáo cho mọi người, thì chúng ta về xem có thể sử dụng được cái gì trong cái phần hướng dẫn của cô giáo trong đó hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là con một phần nữa xin rất là cảm ơn cái sự nhiệt tâm chia sẻ của cô Thanh Bình, của cô Hoa Tâm và của rất là nhiều vị trong cái cuộc chia sẻ ngày hôm nay. Và con thấy là cũng, con nghĩ là cũng đã giúp cho nhiều người cái sự bổ ích này. À, và bây giờ thì con nghĩ là nếu như mà tổ mình hay là lớp mình nó có cái nhu cầu là mở ra một cái buổi chia sẻ nào khác nữa thì có lẽ là một chút xíu nữa quý vị sẽ có ý kiến. Còn bây giờ thì con xin mời anh Hưng của tổ chính ngữ, xin mời anh. Hello, xin chào tất cả các mọi người ha. Mình cảm ơn hai cái cô Thanh Bình với lại Hoa Tâm đã chia sẻ cái bài buổi giảng hôm nay. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ thì giống như cái cấu trúc của cô cho đó, thì có khả năng là mình phải đi theo cái cấu trúc đó, giống như cô Thanh Bình nói như nãy là rất là chính xác. Chứ mình không cần đi chi tiết. Giống như ai có để share cái màn hình này chút xíu không? Ví dụ như Châu cái một cái bài mà cô cho ra thì mình phải đi tìm cái keyword. Ví dụ như chữ hạnh phúc. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường, thì mình phải tìm được cái keyword mình mới đi đến bài văn được. Thì mình phải giải cái cách đó. Chứ giờ mình nói mình viết là một cái đoạn văn dài thì người khác sẽ viết theo là rất là nguy hiểm. Là coi như 700 người sẽ viết 700 câu giống cô Hoa Tâm luôn là chết luôn. Đó, giống như cô Thanh Bình nói là rất là đúng. Mình không cần nói hết. Ví dụ mình nói cái từ hạnh phúc là cái keyword của cái tựa đó, thì mình phải viết ra hạnh phúc của cái đó là gì. Mình làm 3 dòng thì mình sẽ theo cái hướng dẫn của cô sao cho một cấu trúc ngữ pháp, ví dụ trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ và giải thích ngữ, thì lúc đó mình phải viết theo cấu trúc đó. Mà cái cấu trúc đó bây giờ mình chưa biết, mọi người hiểu chứ gì. Chứ bây giờ mình viết theo cái cấu trúc mà nãy giờ mình đưa ra là cái là một cái để cho mình hiểu thêm thôi. Còn cái cấu trúc hiện nay là chưa có một cấu trúc nào chính xác là cô sẽ cho ra cấu trúc gì. Thành ra mọi người nên đi tìm một cái cấu tổng quát chung á,
là thí dụ như mình tìm được cái keyword hạnh phúc là gì, thì mình nêu ra ba khái niệm. Thí dụ hạnh phúc là thỏa mãn cái nhu cầu của một con người, hay là hạnh phúc là bậc sức bậc cao. Thì trong ba hai cái này thì mình phải lồng vô một cặp từ quan hệ. Thì mình nói hạnh phúc không những là cảm xúc mang lại cho người một thỏa mãn nhu cầu, mà nó còn là một cảm xúc bậc cao và bậc cao. Rồi mình thêm vô cái từ nói á, ngoài ra cảm xúc là một niềm vui trong cuộc sống, rồi bắt đầu mới kết luận lại. Thì đó là hạnh phúc là một cái điều rất là trân trọng và quý giá. Thì đây là một câu quy nạp. Thì trong cái câu quy nạp mình có rất là nhiều cái cấu trúc của trong đây, thì mình sẽ dẫn giải đến vấn đề nó lại tốt hơn. Chứ mình không thể nào nói, ví dụ mình cho tới từ khóa khác, ví dụ như là ước mơ, thì mình tìm ra được ba cái khái niệm của ước mơ là gì, thì mình nói lại một cái cặp từ quan hệ và một cái liên từ. Liên từ là cái chuyển tiếp ngữ á, thì mình đưa vô, thì cái câu nó chỉ cần ba dòng thì nó sẽ được một cái đó rất là ok, chứ mình không cần đi tìm gì nhiều nữa hết đó. Thành ra mà còn mà viết theo nó dài quá thì mỗi người có các hình dạng khác nhau. Nhưng vấn đề này nằm ở chỗ là mình phải đi tìm được khái niệm và cái từ mà giải thích ở trong cái cấu trúc của cái nội dung chính á, là cái từ keyword của nó là ước mơ. Thì mình phải đi tìm được khái niệm của ước mơ là gì, ba cái ước mơ là gì, thì mình nói lại với nhau bằng cặp từ quan hệ không những mà còn đó. Thì mình nói đã được thành hai câu khái niệm, mình nói được cái đó rồi, cái mình chấm cá rồi hoài ra, thì đây là cấu trúc quy nạp đó. Rồi trong cái cuốn quy nạp, nội dung như giờ cô cho thêm cái trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ và chú thích ngữ, thì mình giải thích sao. Thì lúc đó mình phải đi tìm một cái câu mình đưa về đúng cái văn phạm của cô đưa ra. Ví dụ như giải thích ngữ, thì mình nói là đây là sư hoàng, phải cái giải thích sư hoàng là gì đó. Cái đó là cái tổng quát nhất làm để mình hiểu được vấn đề. Chứ còn mình không viết ra, mình phải đi tìm khái niệm. Còn những cái khái niệm mà cô đưa từ phá ra mà khó quá, mình không tìm được là mình sẽ không bao giờ mình viết văn được hết. Chứ đâu phải là thí dụ mình đưa từ khác đi, rất là khó, mình không thể nào mình giải thích được mấy từ đó là coi như là xong. Là mình sẽ không bao giờ mà thành được một bài văn hết. Thành ra cuối cùng á, là mọi người nên đi tìm khái niệm của mấy cái từ mà trong cái bốn bài đó để mình học là nó sẽ ổn hơn. Đó, mình chỉ có bổ sung thêm chút xíu cho đó thôi. Cảm ơn. Đó, chị Kiều nói rồi, chị Kiều ơi, em xong rồi đó. Dạ cô Tinh. Dạ vậy thì chắc là mình sẽ kết thúc cái buổi học tối nay. Dạ, con xin niệm ơn tất cả sự có mặt cũng như là sự chia sẻ của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và nếu như mà chúng ta có trong nhóm, trong số của chúng ta nhưng mà tham dự hôm nay ấy, nếu như có cái ai có cái ý kiến là sẽ mở Zoom để mà cho lớp hoặc là cho tổ, cho các tổ cùng tham gia, thì xin quý vị cứ thông báo với ban cái sự lớp đó, và chúng ta có thể mở và thông báo cho các tổ ai có nhu cầu cùng tham gia. Dạ, con xin niệm ơn tất cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Dạ, kính chúc tất cả chúng ta đều có những cái môn thi còn lại đạt kết quả tốt. Dạ, con xin phép con xin nói một chút ạ. Yeah. Thật ra thì con học yếu lắm, nhưng mà con thấy có một số người có khi lại còn yếu hơn cả con nữa, nên là cái hình thức mà học nhóm như thế này, hoặc là học nhóm 2 hoặc 3 người cùng trao đổi như thế này ấy, cái cách mà con trao đổi ấy, thì con thấy là rất là hiệu quả. Nên là nếu mà trong nhóm mà có ai mà yếu ấy thì nên học nhóm 2 người hoặc 3 người một như thế, thì để hiểu sâu hơn đấy ạ, để chúng ta cùng tu cùng tiến đấy, theo con nghĩ là như thế. Tại vì là học các thầy thì hoặc là tự mà đọc sách các thứ thì rất là khó, rất là có khi đọc như con đọc có khi nhiều khi con không hiểu, nhưng mà có khi là con lại học trao đổi cùng với lại học kiểu học nhóm học đôi ấy, thì có khi lại con lại hiểu hơn, hoặc là học nhóm tập thể như này con hiểu hơn. Nên là con cũng chỉ chia sẻ như thế thôi ạ. A Di Đà Phật ạ. À, thôi vậy là được rồi. Cũng mong sau cái buổi học này cô Bình mình chia sẻ cái bài này lại để cho mọi người đọc thêm một lần nữa cho nó nhớ sâu sắc hơn. Dạ, sư cô Tịnh Mẫn có ở trong nhóm này là nhóm chính gì nhỉ?
Dạ dạ đúng rồi cô. Con vừa nãy giờ con cũng chẳng nói gì nữa, thì có con có một chút chung cái chỗ mà ví dụ là bây giờ chị Bình Hoan hãy cho một vài cái ví dụ về sau này sẽ đưa lên chút luôn. Đó, con gửi cho sư cô Tịnh Mẫn, xong sư cô Tịnh Mẫn gửi sang nhóm nhé, tại vì con không không được join vào nhóm của các thầy. Dạ cũng được. Dạ cũng dạ. Được. Dạ. 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 Dạ, cảm ơn chị Bình rất là nhiều, cảm ơn mọi người, cảm ơn cô Như Liên rất là nhiệt tình lo cho tổ như tất cả mọi người. Di Đà Phật. Dạ, dạ. Dạ bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Dạ con chào mọi người. À, xin chúc mọi người ngủ ngon. Dạ dạ. Ô Phật. Dạ. Dạ. Ngon thì chắc rồi đó. Chúc mọi người ngủ ngon. Chị ơn mặt là kinh nhá và hoàn tâm. Con xin chúc các thầy cô thi tốt, các thầy cô cứ ôn theo cái bài này với lại cái bài cái form ấy, cái form, và cái form mình có thể mình làm đi làm lại 10 lần 20 lần là sẽ ít nhất là sẽ được khoảng trên 40 điểm rồi, nếu mà ít nhất là trên 40 điểm. Con nghĩ là thế, cộng với lại cái bài tự luận nữa thì chắc là môn hành chắc là quá hết ạ. À, đi làm hơn ạ. Good night mọi người. Chúc mọi người nấu thật ngon. Như là Phật. Ngon. Bây giờ hồi hướng đi bạch thầy. Dạ thôi, mình từ hồi hướng được rồi. Dạ. Mô Phật, xin chào mọi người. Dạ, dạ, chào. Hùng ơi, em nhờ đọc phòng nhé Hùng ơi. Hùng còn đây không Hùng? Hùng ơi. À, Bố Phật, à, sư cảm ơn sư Phước Trí, cảm ơn nhóm tranh ngữ đã cho cái cơ hội được được học nhiều cái nội dung rất là hay. Nhưng mà đến lần sau thì kiểm soát cái thời gian với cái nó kỹ hơn chút nữa thì đem lại cho mọi người cái lợi lạc nhiều hơn nữa. Dạ, nếu mà cầu thì chắc là dạ. Nhưng mà hôm nay nó mà sư vẫn chưa thấy được cái dàn đó, tức là cái dàn ý của từng ca từng phần đó, tức là phải xác định ra được cái luận cứ, lời luận chứng, lời bắt đầu luận điểm, lời luận chứng, rồi cần những cái đó rồi cần khi mà viết từng đoạn văn thì tự hay lập luận thì tự mọi người. Chị sẽ xem con có gửi lên cái nhóm sinh hoạt chung đó, cái bài soạn cô giáo mà hôm nay không dạy được đó, thì em có soạn cũng khá là kỹ á, chị sẽ xem thử coi có ích gì thêm cho sư trong quá trình ôn tập không nha sư. Con có gửi lên trên cái nhóm sư có thấy là sư có kiểm tra lại thấy là thấy nó cũng hay lắm, nhưng mà nếu mà được sư chia sẻ trực tiếp thì nó hay hơn nữa. Đúng rồi, tại do bữa nay cái sự cố quá bất ngờ. Giờ con cũng đang nhắn tin cho em để nó an tâm lắm. Dạ. Cái đó là cái đó nó thuộc vào cái duyên của mình, nó có như thế thôi thì có là tốt rồi. Dạ. Còn đúng là cái phước nó chỉ có như thế thôi. Yeah. Sau này đại chúng nhờ sư Phước Trí chủ giảng. À không, Bố Phật, Phước Trí không có dám. Phước Trí là học kém. Thứ hai nữa là đang còn phải đi học hỏi nhiều lắm. Nên là phải đi lê lết qua tổ này tổ kia đi học đó. Tại vì nên là còn ngu mới học chứ gần giỏi rồi thì học chi nữa. Thôi để mọi người nghỉ. Tối rồi. Chị Đạo Phật, chị Như Liên ơi, mình có biết không ạ? Thứ ngày tối mai á. Dạ chắc ngày mai không học được, cái gì con thông báo, ngày mai con thông báo. Dạ, tại vì cô giáo rồi. Dạ. Dạ con chào. Hùng ơi, đóng phòng đi Hùng ơi. Hùng còn đây không Hùng?